Chương 5200, xấu hổ. Tranh tài xem ai đào quáng nhiều hơn. Lăng Hàn nhổ nước bọt. Môn hạ mỗi một vị đại đế đều tới mấy người, đây là bình thường, những môn hạ đại đế cũng không biết mặt nhau, cho nên Lăng Hàn có thể lừa dối vượt qua. Mỗi người đều là môn hạ của đại đế, chỉ cần biết chuyện của mình là được. Bởi vậy, Lăng Hàn không mở miệng, không đứng thành hàng, hắn cũng không làm gì khác thường. Một lão giả mở miệng, hắn là thánh nhân cửu tinh, nhưng hắn không có tu vi cao nhất ở đây, bởi vì nơi này có không ít thánh nhân cửu tinh. Chỉ từ điểm này mà nói, cấp độ võ đạo tại vực sâu nguyên thủy cao hơn bên ngoài rất nhiều. Tất cả đế tộc gộp lại, cho dù tính cả ẩn thế, còn có những lão thánh nhân trong truyền thuyết, thánh nhân cửu tinh nhiều lắm chỉ đạt tới 2 bàn tay, nhưng ở nơi này, 9 thành đều nhiều hơn 2 bàn tay rất nhiều. Không có cách, có đại đế tọa chấn, nơi này sẽ bình thường sao? Trong mỏ quặng này có 4 đầu nhiên hỏa thạch thú, các ngươi tiến đến đánh giết, 4 người mang theo đầu lâu nhiên hỏa thạch thú trở về có thể tiến vào vòng tiếp theo, những người khác sẽ bị đào thải. Lão thánh nhân nói, chuyện này càng đơn giản, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần 4 người là đủ. Đi thôi, lão thánh nhân phất tay, lập tức, từng nhánh đội ngũ xuất phát đi vào trong quặng mỏ. Tại sao ngươi không tiến vào? Lão thánh nhân nhìn về phía Lăng Hàn, tại sao gia hỏa này cổ quái như vậy? Lăng Hàn cũng ngây người, hắn lại không biết chi đội ngũ nào thuộc về Chân Long Đại Đế, lại nói, cho dù hắn biết rõ cũng không đi tới, những người kia nhận ra hắn sao? Chẳng phải sẽ bại lộ thân phận trong nháy mắt, chuyện này nhanh chóng biến thành tâm bệnh của Lăng Hàn, tại sao hắn giả mạo thân phận lại bị phát hiện nhanh như thế? Con người của ta khiêm nhượng, Lăng Hàn cười nói, cho nên, để bọn họ trước, ánh mắt lão thánh nhân sáng lên, phẩm chất như vậy thật hiếm thấy. Ngươi là môn hạ đại đế nào? Hắn hỏi, môn hạ Chân Long Đại Đế, Cửu Vương, Lăng Hàn từ tốn nói, lão thánh nhân gật đầu, hắn nhớ kỹ, nhanh đi đi, không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Dù sao chỉ có 4 đầu nhiên hỏa thạch thú. Lão thánh nhân cười nói, hắn dùng ánh mắt hiền lành nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ muốn bịa đặt mà thôi, tại sao lại tìm được hảo cảm? Ách, quản hắn khỉ gió. Lăng Hàn nhanh chân tiến vào trong hầm mỏ. Hắn không để ý người khác giành trước, ngược lại thấy một người đánh một người, cho dù nhiên hỏa thạch thú bị người khác giết chết, hắn cũng có thể đoạt đi. Dù sao, chuyện này yêu cầu mang đầu thú về, không có yêu cầu chắc chắn là chính mình giết. Hắn nhàn nhã, huýt sáo. Hắn nghĩ làm sao bịa chuyện để không bại lộ. Nếu như toàn bộ môn hạ của Chân Long Đại Đế đều mất tích, vậy khẳng định không ai bóc trần thân phận của hắn. Lăng Hàn nghĩ, cảm thấy vấn đề này rất dễ giải quyết. Trong hầm mỏ, 4 phương thông suốt, càng xâm nhập, đường dễ càng nhiều, hơn nữa, đây là hầm mỏ bị vứt bỏ, cũng không có thợ mỏ, nơi này bị đào móc vô số năm, thông đạo nơi này chằng chịt như mạng nhện. Lăng Hàn thả ra thần thức tìm kiếm vị trí nhiên hỏa thạch thú. Thứ này gọi là nhiên hỏa. Như vậy khẳng định có quan hệ cùng hỏa diễm, cho nên chỉ cần bắt giữ hỏa diễm phun trào là được rồi. Nhưng mà, trọng lực nơi này lớn cỡ nào? Trước đó Lăng Hàn cũng đi qua quặng mỏ, nơi đó trọng lực rất nhỏ, cho dù không mặc chiến giáp cũng không có gì, dù là tồn tại hóa linh cảnh cũng có thể đi lại tự nhiên. Nhưng tại nơi này trọng lực vô cùng lớn, hoàn toàn không khác gì bên ngoài. Chẳng lẽ bởi vì quặng mỏ nơi này có thể tiêu trừ trọng lực, hiện tại khoáng thạch bị đào đi, cho nên trọng lực khôi phục như ban đầu? Hẳn là thế. Lăng Hàn vừa tìm vừa suy nghĩ. Tìm được, hắn cười một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau, hắn đi lại trong hầm mổ, xe nhẹ đường quen, cho dù gặp đường rẽ cũng không do dự. Sau gần nửa ngày, oanh, phía trước có chấn động truyền tới. Bị người đoạt trước rồi. Lăng Hàn nhếch miệng, không quan trọng, cướp về là được rồi. Hắn tiếp tục đi tới, oanh, 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 đại chiến chấn động không ngừng vào tới, chấn động làm vô số đá vụn rơi xuống. Qua một lúc sau, phía trước sáng sủa, chỉ thấy 7 tên ngân giáp chiến sĩ đang ở vây công một cự thú như tảng đá, mà quỷ dị chính là, nó là hung thú do tảng đá tạo thành, nhưng lại có hỏa diễm thiêu đốt và tỏa ra nhiệt độ cao. Chính hỏa diễm này làm người vây công không dám tới gần, công kích đánh xuống bị ngọn lửa đốt phân nửa, khó mà sinh ra hiệu quả rất tốt. Nhưng mà, trong 7 người có 2 tên là thánh nhân cửu tinh, còn lại không phải bát tinh thì chính là thất tinh, yếu nhất cũng có lục tinh, lại mặc bạch ngân chiến giáp. Chiến lực có thể nói rất mạnh, sớm muộn gì cũng có thể đánh chết hung thú. Đây nhất định chính là nhiên hỏa thạch thú. Lăng Hàn không có ý tứ ẩn nấp thân thể, bởi vậy, 7 người kia lập tức phát hiện ra hắn. Lão Bát, người đi ngăn hắn lại, không thể để cho hắn phát ra tín hiệu dẫn đội ngũ khác tới. Một tên ngân giáp chiến sĩ nói, tốt, chỉ thấy bên trong 7 tên ngân giáp chiến sĩ có 1 người thoát ly chiến đoàn, hắn tung người lao tới gần Lăng Hàn. Ha ha, vị huynh đệ kia là môn hạ của đại đế nào? Người này nói, Lăng Hàn ho khan một lần, Môn hạ Chân Long Đại Đế, Cửu Vương, vẻ mặt người đối diện sững sờ, sau đó hắn nở nụ cười. Các hạ hà tất giả thần giả quỷ, chúng ta chính là môn hạ Chân Long Đại Đế. Ách, đúng dịp như thế, hắc hắc, thật ngượng ngùng, Lăng Hàn cười nói, ngươi còn cười sáng lạn như vây làm gì? Tên ngân giáp chiến sĩ là môn đồ thứ 8 của Chân Long Đại Đế, hắn lạnh lùng nói. Lão Cửu đã mất tích mấy vạn năm trước, ngươi giả mạo hắn, hừ, ngươi đang khiêu khích chúng ta sao? Bát Ca, ngươi không nhận ra ta sao? Ta thật sự là Lão Cửu đấy. Lăng Hàn nói rất khoa nói. Chuyện xảy ra vào mấy vạn năm trước, ta bị thiên địa phong bạo vây khốn, trước đây không lâu mới thoát thân ra ngoài. Biến hóa của ta rất lớn, lớn đến mức Bát Ca ngươi không nhận ra. Ngoá, sắc mặt Bát Phương trầm xuống. Nói như thế nào thì chúng ta đều là người một nhà, nhưng ngươi luôn luôn giả mạo Lão Cửu nhà ta, hơn nữa còn khả năng khinh nhờn người đã chết, ta tuyệt đối không tha ngươi. Bát Ca, ta thực phải là cửu đệ của ngươi. Lăng Hàn tiếp tục biểu diễn. Ghê tởm, Bát Phương giết tới, hắn xuất ra một quyền. Lăng Hàn xuất thủ đấu với Bát Phương, oanh, thời điểm nắm đấm hai người va chạm nhau, chỉ thấy Bát Phương bay đi như đạn pháo, cũng bay thẳng về phía sau. Bành, hắn nặng nề đâm vào vách động, sau đó lại bắn trở về, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện cái hố hình người. Một quyền này có uy lực cực kỳ khủng khiếp. Chương 5201, dẫm chết. Ngươi là ai? Bát Phương uy nghiêm đáng sợ nói, 5 lần 7 lượt dùng cửu đệ của bọn họ nói đùa, thật quá mức. Hơn nữa, tại sao lại mạnh như vậy? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói, tốt rồi, không đùa với các ngươi, của cửu đệ các ngươi bị ta không cẩn thận giết chết, các ngươi có thể đem thêm hắn vào danh sách tử vong được rồi. Cái gì? Bát Phương giật mình, hắn nghi ngờ nhìn Lăng Hàn, nếu như nói, trước đó chẳng qua là quá mức, như vậy, đánh giết Cửu Vương chính là tội lớn ngập trời. Cùng là môn hạ đại đế, làm sao ngươi dám? Hừ, trước tiên bắt ngươi lại, sau đó chậm rãi thẩm vấn ngươi. Bát Phương xuất thủ bắt lấy Lăng Hàn, ông, Bạch Ngân chiến giáp giao phó cho hắn lực lượng cường đại, một kích mang theo quy tắc sôi trào, còn có một loại sức mạnh huyền diệu gia trì lên người của hắn. Lăng Hàn không quan trọng, hắn tùy tiện đánh ra một kích. Bành, Bát Phương bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Ngươi, Bát Phương bật dậy, hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ kiêng dè. Quá mạnh, đây là thực lực vương bài. Lão đại, Bát Phương lớn tiếng kêu lên, dường như chúng ta bị vương bài môn hạ của đại đế để mắt tới. Ồ, nam tử trước đó phân phó Bát Phương xuất chiến thoát ly chiến đấu, hắn đứng ở bên người Bát Phương, hắn chính là đệ nhất môn đồ của Thanh Long Đại Đế, Lưu Vũ Hạo. Lão đại, tại sao ngươi vô thanh vô tức chạy đi? Ngoá, chúng ta áp lực như núi. 5 người còn lại kêu lên, chiến đấu với nhiên hỏa thạch thú nghịch chuyển, hung thú đánh bọn họ bại lui liên tục. Không sao, trong thời gian ngắn không chết được. Lưu Vũ Hạo thờ ơ nói, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Ngươi rất lạ mắt, rốt cuộc là ai? Lăng Hàn đầy kinh ngạc, hắn kêu lên, đại ca, ta là cửu đệ của ngươi, em gái ngươi. Bát Phương trợn trắng mắt, vừa rồi ngươi cũng nói đã giết Cửu Vương, hiện tại lại giả mạo Lão Cửu, ngươi xem chúng ta là khỉ hay sao? Vương bài trong môn hạ đại đế tuyệt đối không có ngươi. Lưu Vũ Hạo từ tốn nói, sau đó sững sờ, hẳn là, người đến từ tầng thứ 2, 36 tôn thần thú mỗi 9 người một tổ, thủ vệ vực sâu nguyên thủy, mỗi một tổ một tầng, tầng tầng xâm nhập. Giống như Chân Long Đại Đế, Thanh Loan Đại Đế đều thuộc tầng thứ nhất. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cường giả xa lạ, như vậy trừ tầng thứ 2 ra, còn có giải thích nào khác hay sao? Ách, gia hỏa này cũng thật là mạnh liên tưởng lực, không phải là đường tứ thủy dạng này thuộc tính, cưỡng ép tự bào chữa, vĩnh viễn không bị diệt khẩu hình. Lăng Hàn cười to, sai, sai, ta không phải đến từ bên trong, mà là bên ngoài. Cái gì? Lưu Vũ Hạo cùng Bát Phương đồng thời khiếp sợ, người đúng là người đến từ bên ngoài. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều lộ ra sát ý đáng sợ. Bọn họ tỏa trấn ở đây, thường ngày đều tu luyện và giám sát đào quáng, mà sứ mệnh chân chính mang là diệt sát tất cả kẻ đến từ bên ngoài. Nhưng trong cuộc sống dài đằng đẵng, bọn họ chưa từng gặp được kẻ bên ngoài, cũng không đặt việc này vào trong lòng. Vào lúc này, thế mà thật có kẻ bên ngoài đi vào. Đối phương tới đây thế nào? Phải biết, không có chiến giáp đặc thù bảo vệ, đừng nói chiến đấu ở nơi này, cho dù đứng được cũng là chuyện vất vả. Nhưng bây giờ, đối phương chẳng những bình an đến đây, thậm chí còn cướp được một Bạch Ngân chiến giáp. Ngươi giết Lão Cửu? Lưu Vũ Hạo uy nghiêm đáng sợ hỏi. Ách, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không muốn giết hắn. Lăng Hàn cười nói, ta cởi chiến giáp của hắn ra, kết quả gia hỏa này bị đè ép thành bã vụn, ngay cả cọng lông cũng không còn thừa. Khốn kiếp, không có chiến giáp bảo vệ, dù là người nào cũng phải chết. Lưu Vũ Hạo cùng Bát Phương đồng thời kêu lên, chuyện ngu ngốc này không phải là thường thức hay sao, làm hại bọn họ đều nói tục. Lăng Hàn khó chịu, tức giận nói, ta ghét nhất người khác mắng ta, hừ, không chỉ mắng ngươi, còn muốn giết ngươi. Lưu Vũ Hạo lao tới, nắm tay hóa quyền tấn công Lăng Hàn. Người này rất bất phàm, tu vi thánh nhân cửu tinh, mà chiến lực lại đạt tới tam thập tinh. Dù có chiến giáp tăng lên cũng không thể che giấu sự cường đại của hắn, hắn còn trâu bò hơn thế hệ Hoàng Kim nhiều. Đáng tiếc là, so với Lăng Hàn thì hắn còn kém rất xa. Lăng Hàn tùy ý đấm ra một quyền, bành, Lưu Vũ Hạo bị đánh bay, bay thẳng về phía 5 người kia và nhiên hỏa thạch thú. Hắn rất bất ngờ, không ai ngờ tới nhiên hỏa thạch thú lại vung móng vuốt đập tới và giẫm Lưu Vũ Hạo dưới chân. Chuyện này, nhiên hỏa thạch thú chiến lực kinh khủng bực nào, 7 người bọn họ liên thủ chỉ có thể mài chết hung thú, hiện tại Lưu Vũ Hạo bị đạp xuống đất, lực phá hoại kinh khủng đến cỡ nào. Ngang, lúc này nhiên hỏa thạch thú đều hoảng hốt, tại sao có kẻ đột nhiên tới chịu chết? Hơn nữa còn là gia hỏa tấn công nó tàn nhẫn nhất. Vừa gào, hung thú vừa dùng sức đạp xuống. Lão đại, 6 người còn lại kêu lên, xong, người đã chết. Nhiên hỏa thạch thú nâng chân lên, chỉ thấy bạch ngân chiến giáp vẫn hoàn chỉnh không thiếu sót, nhưng người bên trong thê thảm không nỡ nhìn. Chiến giáp này có hiệu quả phòng ngự, nhưng cũng không phải là vạn năng, chỉ cần lực công kích vượt qua hạn mức hấp thu cao nhất thì công kích sẽ đả thương người. Ban đầu với thực lực của Lưu Vũ Hạo đủ tiêu trừ bộ phận công kích còn sót lại, mấu chốt là hắn bị Lăng Hàn đánh bay và hôn mê, hắn làm sao có thể hóa giải công kích chứ? Đường đường thánh nhân cửu tinh, môn đồ đại đế, còn là cấp bậc vương bài, hiện tại bị hung thú giẫm chết. Oan, ngươi, lập tức, ánh mắt 6 người còn lại nhìn lên thân Lăng Hàn, đôi mắt sắp phun ra lửa. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn duỗi ngón tay nhắc nhở. Các ngươi chú ý, đầu hung thú kia còn chưa ăn no. Ngang, nhiên hỏa thạch thú giống to, nó đã xông thẳng vào đám người nhị vương. Các ngươi không phải rất mạnh hay sao? Đến, tiếp tục mạnh đi, kẻ mạnh nhất đã bị nó giẫm chết, còn lại, ha ha, không chịu nổi một kích. 6 tên môn đồ đại đế vội vàng dựng lại chiến tuyến ngăn cản hung thú, nhưng bọn họ lại sợ hãi, nguyên nhân sau lưng còn có sát tinh đáng sợ hơn. Mạnh như Lưu Vũ Hạo còn không địch lại một quyền của đối phương, nếu gia hỏa này nhân cơ hội tấn công thì sao? Trước có nhiên hỏa thạch thú, sau có truy mệnh sát tinh, bọn họ làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười hắc hắc, quả quyết xuất thủ làm loạn. Bành, một người bay đi, vừa vặn bị nhiên hỏa thạch thú giẫm dưới chân, trực tiếp nghiền chết. Lại chết một, 5 người còn lại vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này không thể dừng lại, bằng không bọn họ sẽ bị nhiên hỏa thạch thú đoàn diệt, nhưng bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiu hiu hiu, Lăng Hàn không ngừng xuất thủ, hắn ném đám môn đồ đại đế còn lại về phía nhiên hỏa thạch thú, người nào cũng bị giẫm chết. Chương 5202, giết thú. Lăng Hàn không có trực tiếp ra tay giết người, hắn đang cân nhắc sẽ lộ ra sơ hở. Đây chỉ là luận võ, trừ một ít tông môn biến thái ra, sẽ không ai cho phép tàn sát đồng môn. Cho nên, nếu những người này chết trong tay của hắn, vậy khẳng định sẽ dẫn tới điều tra, nơi này có một vị đại đế tọa trấn, Lăng Hàn làm sao có thể mạo hiểm như thế. Hắn chỉ có thể mượn đao giết người mà thôi. Kể từ đó, mặc dù người chết có phần quỷ dị nhưng mỗi người lại chết trong tay nhiên hỏa thạch thú, chỉ cần tiêu diệt nhiên hỏa thạch thú là không còn chứng cớ. Nhiên hỏa thạch thú ngây người, tại sao đám người này chủ động đi lên cho nó đánh chết? Chẳng lẽ, thực lực của nó lại mạnh lên rồi? Hung thú bắt đầu để mắt tới Lăng Hàn, chỉ còn lại một người. Uy uy uy, ta có ân cứu nửa cái mạng của ngươi đấy, ngươi muốn lấy oán trả ơn sao? Lăng Hàn cười nói, nhân loại này không sợ mình. Nhiên hỏa thạch thú do dự, nhưng không phải bởi vì cảm kích Lăng Hàn, mà là nhân loại này sâu không lường được. Nó chỉ có trí tuệ không đủ chứ không ngốc, thế nhưng mà, nó đã giết 7 người, nó cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Ngang, nó gào thét lớn và lao về phía Lăng Hàn. Ai, Lăng Hàn lắc đầu, hắn xuất quyền ngăn cản. Bành, một người một thú va chạm với nhau, năng lượng hóa thành sóng lớn bao phủ 4 phía. Chỉ thấy nhiên hỏa thạch thú bị hất bay đi, nó đụng vào vách tường, sau đó lại bắn ngược trở về, trên tường còn lưu lại cái hố to. Hung thú bỏ dậy, nó cảm thấy đầu óc nặng nề. Lăng Hàn kinh ngạc, hung thú đúng là da dày thịt béo, trong một kích này, hắn trừ không dùng năng lượng hủy diệt cùng chùm sáng đại đạo ra, lực lượng và quy tắc vẫn bảo tồn, nhưng một kích như thế lại không thể miểu sát hung thú. Người da dày thịt thô, hắn cười nói, khẳng định cảm giác không tốt, hắn bình luận từ góc độ chuyên nghiệp. Ngang, đầu hung thú kia giận dữ, nhân loại nhỏ bé dám giễu cợt nó. Giết, nó lập tức xông lên tấn công Lăng Hàn, bành, nó bị đánh bay ra ngoài lần nữa, nặng nề đụng vào vách tường, lúc này nó đầu choáng mắt hoa. 2 lần không địch lại, nhiên hỏa thạch thú cũng cảm thấy khủng hoảng, tự tin của nó cũng biến mất. Nhân loại quá mạnh, nó không phải là đối thủ. Chạy, nhưng vấn đề là, nhân loại đã ngăn chặn đường đi của nó, muốn chạy trốn, nó phải vượt qua đối phương. Vì mạng sống, liều mạng, nó xông thẳng về phía Lăng Hàn, nhưng một kích này không phải đánh bại nhân loại, mà là muốn bước lui Lăng Hàn, sau đó đi vòng qua. Đáng tiếc, chuyện này là hy vọng xa vời. Bành, Lăng Hàn xuất quyền đánh nhiên hỏa thạch thú bay ra ngoài. Hắn hời hợt, hoàn toàn không cần dùng toàn lực, lúc này đánh nhiên hỏa thạch thú tan vỡ, nó cũng hoài nghi thú sinh. Trong vực sâu nguyên thủy, nó cũng có thể xem như vương giả, thế mà bị một tên thánh nhân đánh tới tình trạng như vậy, nó không hoài nghi thú sinh hay sao? Nhưng mà, nó không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ vấn đề này, Lăng Hàn đã xuất thủ toàn lực đánh chết hung thú, hắn cũng cắt đầu hung thú xuống. Ở chỗ này, trọng lực quá lớn, pháp khí không gian cũng bị vỡ, cho nên, Lăng Hàn không cách nào thu cái đầu to này vào pháp khí không gian. Hơn nữa, đây chính là đầu thánh thú, cũng không thể tùy tiện thu nhỏ. Xem như xong, nhưng việc này cũng để lộ thực lực của Lăng Hàn ra ngoài. Cho nên, vậy thì phiền toái một chút, hắn cứ vác đi là được. Nên bố trí lại một chút, Lăng Hàn xử lý hiện trường, sau đó hắn tạo dựng hiện trường đội ngũ liều mạng với nhiên hỏa thạch thú, nhưng trả cái giá là mọi người đều chết. Đối với người ở nơi này, Lăng Hàn không có lòng thương hại, bọn họ không khác gì đế tử sa đọa. Hắn theo đường cũ trở về, còn chưa đi bao xa đã phát hiện một người, nhìn thấy hắn vác cái đầu lâu hỏa diễm kia, người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn mừng như điên. Chờ một chút, Lăng Hàn duỗi tay ra, nếu như ngươi muốn nói giao đầu nhiên hỏa thạch thú cho ngươi, vậy ngươi không cần mở miệng. Mẹ nó, người kia buồn bực, lời này chính là lời hắn muốn nói, hiện tại hắn cảm thấy rất khó chịu. Hừ, ngươi cho rằng nói như vậy thì ta sẽ thả ngươi rời đi. Người kia lạnh lùng nói, hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ta chính là môn hạ Chân Long Đại Đế, Cửu Vương, ngươi là người phương nào? Lăng Hàn báo danh hiệu ra đầu tiên, môn hạ Đằng Xà Đại Đế, thất đệ tử Từ Cao. Đối phương đáp lại, lại biết rõ thêm một đầu thần thú, ngươi liền không sợ đánh không lại ta sao? Lăng Hàn cười hỏi, Từ Cao run lên, Lăng Hàn vác đầu của nhiên hỏa thạch thú, điều này nói rõ cái gì? Đối phương có thể giết được mãnh thú như thế, phải biết, loại hung thú này vô cùng đáng sợ, cho dù là vương bài xuất thủ cũng cần bỏ cái giá tương đối lớn mới có thể tiêu diệt, nếu không cũng không dùng làm đạo cụ đào thải. Cho nên, thực lực của đối phương không đơn giản, nhưng mà, cửu môn đồ của Chân Long mạnh như thế hay sao? Môn đồ của Chân Long Đại Đế, không phải Lưu Vũ Hạo sao? Nghĩ như vậy, hắn lại không sợ, nghĩ đến đầu hỏa thạch thú này khẳng định là tất cả môn hạ Chân Long cùng chém giết, mà không biết vì nguyên nhân gì, đầu thú lại rơi vào tay người nọ. Ha ha, chẳng phải đưa cho hắn món hời lớn hay sao? Bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Hắn cao ngạo nói, Lăng Hàn nói, ngươi xác định, đương nhiên, Từ Cao bước tới tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn lật tay một cái, oanh, lập tức, áp lực đáng sợ đánh thẳng về phía Từ Cao, bành, Từ Cao bị đánh nằm sấp trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên người như bị vô số tinh cầu nện vào người, hắn không cách nào động ngón tay. Hắn hoảng hốt, đây là thực lực gì, mạnh đến mức dọa người. Lăng Hàn nói, chẳng lẽ ngươi không biết, trước đó ta biến mất mấy vạn năm. Ta bị thiên địa phong bạo vây khốn, lại, ngoài ý muốn nhận được rất nhiều vật chất thủy nguyên, cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhưng chiến lực lại tăng vọt vô số lần. Hắn đang cưỡng ép giải thích cho mình, bằng không một môn đồ có thực lực vượt qua vương bài, chuyện này người ta làm sao tin nổi. Từ Cao không tin cũng phải tin, nếu không, giải thích đối phương cường đại thế nào. Nếu dám khiêu khích ta, vậy thì phải trả giá đắt. Lăng Hàn muốn cởi chiến giáp của đối phương ra, Từ Cao sợ tái mặt, tại sao muốn cởi quần áo của hắn? Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Lăng Hàn muốn cướp chiến giáp của hắn. Chẳng lẽ, gia hỏa này, đúng, biến thái. Lúc này hắn đổ mồ hôi như mưa, "Ngóa, ngươi nghĩ lung tung cái gì?" Lăng Hàn tát một cái, ánh mắt ai oán của Từ Cao làm hắn chán ghét. Chương 5203, kéo thù hận, Lăng Hàn vẫn dừng tay. Mỏ nơi này bị đào rỗng, cho nên trọng lực cực kỳ lớn, nếu có bạch ngân chiến giáp bảo vệ, bảo đảm Từ Cao sẽ bị ép thành cặn bã. Như vậy, đây chính là có ý định giết người. Ai, vì tiên dược thủy nguyên, ta nhịn. Lăng Hàn đứng lên, hắn tiến lên phía trước. Lúc này Từ Cao mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. May mắn gia hỏa này dừng cương trước miệng vực, bằng không hắn thảm rồi. Lăng Hàn ca hát đi ra ngoài, có thực lực, hắn tự tin như vậy. Nhiên hỏa thạch thú. Phía trước lại xuất hiện người khác, không nhìn thấy Lăng Hàn trước, hắn phát hiện đầu của nhiên hỏa thạch thú trước, không có biện pháp, đồ chơi này quá chói mắt. Là môn hạ của ai? Người kia quát, đệ nhất đại đế, môn hạ Chân Long. Lăng Hàn bắt đầu kéo thù hận, hừ, mặc dù Chân Long Đại Đế cường đại nhưng không thể nói là đệ nhất. Người đối diện tức giận, Chu Yếm Đại Đế mới là mạnh nhất. Nói hưu nói vượn, Lăng Hàn quả quyết nói, sư phụ gì dạy dỗ đồ đệ gì, chúng ta tới so tài một chút, người nào thắng chứng minh đại đế đó mạnh hơn. Ách, có thể so hay sao? Người kia do dự, vạn nhất chính mình bị thua, khi đó phải thừa nhận Chân Long Đại Đế mạnh hơn Chu Yếm Đại Đế sao? Ha ha, không dám phải không? Lăng Hàn cười nói, là sợ ngươi thua đổi ý. Người kia vội vàng cười nói, hắn lập tức giết tới. Bành, Lăng Hàn đá ra một cước, cũng đá đối phương bay ra ngoài. Đôi mắt người kia khiếp sợ, tại sao lại mạnh như thế? Hắn căn bản không phải đối thủ, hiện tại biết rõ Chân Long Đại Đế châu bò chưa? Lăng Hàn cười nói, người kia cắn răng, không có phủ nhận, ai bảo hắn thua, ngươi là ai? Người này tuyệt không phải môn hạ thủ đồ của Chân Long Đại Đế, mặc dù hắn cũng không nhận ra tất cả môn đồ đại đế, nhưng hắn chắc chắn biết rõ vương bài. Cửu Vương, Lăng Hàn cười nói, không có khả năng, người kia không thể tin được. Lăng Hàn lại cưỡng ép giải thích một lần, không sai, mặc dù ta bị thiên địa phong bạo vây khốn mấy vạn năm. Lăng Hàn tin tưởng sau này có gặp thêm người khác thì hắn không giải thích cái gì. Người kia hết sức buồn bực, nhưng căn bản không có liên tưởng Lăng Hàn và kẻ bên ngoài. Nguyên nhân chỉ có đại đế mới có thể tiến vào nơi này, thánh nhân đi vào chỉ một con đường chết, cho nên, đây là một nghịch lý, nếu không lấy được chiến giáp thì không thể tiến vào vực sâu nguyên thủy, lại làm sao có khả năng xuất hiện trước mặt hắn. Lăng Hàn rời đi lần nữa, cũng không lâu lắm, hắn lại gặp kẻ cản đường ăn cướp, bị hắn giáo huấn một lần sau đó nói chuyện kỳ ngộ của mình. Sau gần nửa ngày, lối ra nằm ngay trước mặt, nhưng mà, nơi này có một tổ 7 người. Bọn họ rõ ràng là một đám và ngăn cản đường đi, còn kém viết 2 chữ ăn cướp trên mặt. Phía trước là môn hạ vị đại đế nào? Lăng Hàn giành hỏi trước. Ha ha, ngay cả chúng ta vương bài An Hà Minh cũng không nhận ra. Một người lập tức kêu lên, chúng ta chính là môn hạ Bạch Trạch Đại Đế. Cũng không phải mỗi đại đế đều thu 9 đồ đệ, bọn họ chỉ có 7 người, thủ đồ An Hà Minh, vương bài dưới trướng Bạch Trạch Đại Đế. Trên thực tế, cũng không phải thủ đồ chính là vương bài, mà là sau khi trở thành vương bài sẽ tự thăng cấp thành thủ đồ. An Hà Minh trước kia cũng không phải là thủ đồ, nhưng sau khi hắn thể hiện ra thiên phú xuất chúng, hắn được phong làm vương bài, cũng leo lên vị trí thủ đồ. Lăng Hàn bắt đầu kéo thù hận, ta chính là người của đệ nhất đại đế, môn hạ Chân Long, Cửu Vương. Phi, hắn tự giới thiệu có lực kéo thù hận rất mạnh, cao ngạo như An Hà Minh cũng không vui. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như thế, thời điểm tự giới thiệu còn vuốt mông ngựa, thuận tiện rèm pha các thần thú khác. Đệ nhất đại đế, ai phong, lão cửu, ngươi quá khoa trương hay sao? Hừ, nếu Chân Long Đại Đế biết rõ, hắn sẽ không cho phép ngươi làm vậy. Không nên mông ngựa không thành lại vuốt nhầm chân ngựa, khi đó sẽ có tai họa giáng xuống. 7 người kia lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười, Chân Long đại nhân nhà ta chính là đệ nhất, các ngươi không phục, ta sẽ đánh các ngươi phục. Mọi người đều ngo ngoe muốn động, chỉ là cửu đồ, có gì mà kiêng kỵ. An Hà Minh nhíu mày, người này có cổ quái, có thể đánh giết nhiên hỏa thạch thú, như vậy khẳng định là lực lượng, đoàn đội, nhưng bây giờ cũng chỉ có một mình Lăng Hàn, môn đồ khác của Chân Long Đại Đế ở đâu. Đây có phải là mồi nhử, cố ý hấp dẫn bọn họ xuất thủ, sau đó mai phục tấn công bọn họ. Không thể không nói, Lăng Hàn một người xuất hiện cũng quá to gan lớn mật, hơn nữa còn vác đầu nhiên hỏa thạch thú, quả thực chính là dẫn dụ người khác ăn cướp. Không hợp với lẽ thường, như vậy sẽ có lừa dối. Lão tứ, ngươi đi điều tra, An Hà Minh phân phó. Đúng, một người lập tức lên tiếng trả lời, sau đó hắn hóa thành trong suốt và biến mất. Lăng Hàn cũng không vội mà động thủ, chỉ nói nhảm với 6 người đối diện, tận lực quán thâu lý niệm Chân Long mạnh nhất, không ngừng kéo thù hận. Hắn trời sinh mang hào quang thù hận, hiện tại lại chủ động kéo thù hận, cho nên rất đạt tiêu chuẩn. Lão đại, ta không nhịn được muốn xuất thủ. Lão đại, ta cũng muốn thỉnh chiến. Mọi người quần tình sục sôi, cả đám đều sôi trào. An Hà Minh không nhịn được, nhưng vừa mới bảo lão tứ đi thăm dò xem tình huống có mai phục hay không, cho nên hiện tại cũng phải nhẫn. Đóng 2 lỗ tai lại, đừng nghe. Hắn nói ra một đối sách, đúng, 5 người còn lại đóng tai lại, với tu vi thánh cấp của bọn họ, chuyện này chỉ là chút lòng thành. Một lúc sau, lão tứ đi điều tra trở về, hắn nói. Lão đại, không có mai phục. À, hắn sững sờ, 6 người kia ngây ngốc, bọn họ mắt điếc tai ngơ. Chuyện này, thật là đáng sợ, hắn mới rời khỏi một lúc, 6 người lão đại đã bị giải quyết trong vô hình. Nghĩ đến chuyện này, hắn đổ mồ hôi lạnh như thác nước. Ngươi nói cái gì? An Hà Minh lại hỏi, chuyện làm lão tứ ngây người, tình huống như thế nào? Chúng ta đang ở thời gian khác nhau hay sao? Hay giữa chúng ta xuất hiện không gian đứt gãy, từ đó làm âm thanh trì hoãn thật lâu? Lão tứ, ngươi mới vừa nói cái gì? Tứ ca, ta không nghe thấy ngươi nói gì. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao hỏi. Chuyện này, lão tứ càng chấn kinh, rốt cuộc tình huống như thế nào? Hắn nghĩ tới, mấy người lão đại bởi vì chịu không được Lăng Hàn kỳ kỳ oai oai, không thể không bịt tai lại, đương nhiên nghe không được hắn nói cái gì. Nhưng mà, hắn xác nhận tin tức không có mai phục, đám người An Hà Minh bốc lên chiến ý hừng hực. Không có mai phục, lúc này có thể ra tay thống khoái. Hừ, gia hỏa chuyên kỳ kỳ oai oai kia, mặc dù không thể giết người, nhưng bọn họ phải giáo huấn hắn một lần. Chương 5204, cố sự. Bành bành bành, cả đám lao lên tấn công. Lăng Hàn rất muốn đánh bại tất cả bọn họ, nhưng mà, liền vương bài cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại thì làm sao giải thích chân long một mạch trừ hắn ra, toàn bộ đều tử trận. Hắn có thể mạnh, nhưng không thể quá mạnh, chuyện này mới phù hợp cách nói chỉ có hắn chạy trốn. Được rồi, Lăng Hàn thở dài, hắn đại chiến với 7 người. Hắn không có toàn lực ứng phó, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể qua lại tự nhiên trong đám người. Chuyện này làm cho đám người An Hà Minh vừa giận vừa thẹn. Bọn họ 7 người liên thủ nhưng không thể làm gì Lăng Hàn. Trên thực tế, gia hỏa này cũng không phải rất mạnh, hắn lại không thành thật, mặc ngươi thực lực cao hơn, không đánh chúng người ta thì có biện pháp gì. Không chơi với các ngươi, Lăng Hàn cất tiếng cười dài, hắn bắt đầu phá vây. Ngươi trốn không thoát, An Hà Minh cười lạnh, mang theo đầu thú lớn như thế, ngươi còn muốn tự phá vây. Đúng là không đặt bọn họ vào mắt, khốn kiếp, khóe miệng của hắn run rẩy, chỉ thấy Lăng Hàn đã thành công phá vây, rõ ràng còn vác cái đầu thú lớn nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, một ngựa tuyệt trần, làm cho đám người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chuyện này, cuối cùng đây là quái thai gì? Đuổi theo, 7 người đều nổi giận, nếu việc này truyền ra, bọn họ còn làm người thế nào? Đừng nói chỉ là môn hạ thứ 9 của chân long, cho dù là vương bài cũng không thể để đối phương tới lui tự nhiên như thế. Nếu không, bọn họ sẽ phải thừa nhận cách nói của Lăng Hàn, chân long chính là đệ nhất đại đế ít nhất cũng mạnh hơn Bạch Trạch đại đế. Bọn họ không ngừng tiến lên, dù thế nào cũng phải đánh bại gia hỏa này. Nhưng mà, tốc độ của bọn họ không thể so với Lăng Hàn, khi bọn họ đuổi theo ra khỏi quặng mỏ, chỉ thấy Lăng Hàn đã ngừng lại, cũng tháo đầu thú xuống. Bên cạnh, lão thánh nhân diện mục hiền lành, dường như đang mỉm cười yêu thích Lăng Hàn. Lão thánh nhân xem ra, đây là Lăng Hàn trạch tâm nhân hậu nhận được hồi báo. Người xem, hắn khiêm tốn lễ nhượng, kết quả còn là người đầu tiên mang đầu nhiên hỏa thạch thú ra ngoài, không phải thiên địa đại đạo chúc phúc hay sao? Chuyện này bị đám người An Hà Minh biết rõ, mỗi người khẳng định sẽ phun máu tươi. Gia hỏa này còn khiêm tốn lễ nhượng, hắn là kẻ nói chuyện tức chết người khác. Lão thánh nhân cũng hết sức tò mò, hỏi, ngươi làm sao chém giết nhiên hỏa thạch thú? Điều này cũng làm cho đám người An Hà Minh hiếu kỳ, đúng thế, Lăng Hàn làm thế nào? Chính là vương bài xuất thủ cũng cần người phụ trợ, từ từ mài chết nhiên hỏa thạch thú, nếu không, cho dù đắc thủ, bản thân cũng phải trả giá rất lớn. Nhưng nhìn Lăng Hàn, hắn không bị thương, Lăng Hàn lập tức thay đổi dáng vẻ bi thương, nói. Ngài cũng biết rõ, ta đi vào muộn, đang đuổi theo hội hợp với những sư huynh khác, các sư huynh đã khai chiến với hung thú. Ta đi muộn một bước, các sư huynh trải qua huyết chiến chém giết hung thú thoi thóp, nhưng các sư huynh bọn họ đều chết trận. Ồ, lão thánh nhân và đám người An Hà Minh đều mở to mắt, khốn kiếp, vì tranh tài mà mất mạng. T, tại sao có người ngốc như thế? Lão thánh nhân muốn tiến vào trong hầm mỏ tìm tòi hư thực, nhưng nghĩ tới chính mình còn gánh vác chức vụ trọng tài, hắn không thể rời đi, đành phải áp chế xúc động. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ đến khi tranh tài kết thúc, lại đi vào tìm tòi. Người chết rồi, xảy ra chuyện lớn. 3 ngày sau, tất cả vương bài mang thiết dầu nhiên hỏa thạch thú ra ngoài. Không có cách, nhiên hỏa thạch thú rất mạnh, nếu truy cầu giết nhanh, khi đó sẽ trả cái giá thảm trọng. Sau khi lão thánh nhân danh sách tuyên bố tứ cường, hắn lập tức lao vào trong hầm mỏ. Những người khác cũng bởi vì tò mò mà theo vào. Quả nhiên, bọn họ thấy thi thể 7 người, rất rõ ràng, đều bị nhiên hỏa thạch thú giẫm chết. T, trận chiến đấu này tàn khốc cỡ nào? Mặc dù tiên dược thủy nguyên rất chân quý, nhưng vì thế mà bỏ đi tính mệnh, như vậy không có lời. Vì cái gì không chậm rãi mà chết? Lăng Hàn thích hợp bổ đao, đều là mấy vị sư huynh bảo vệ ta, nghĩ sớm đánh chết nhiên hỏa thạch thú, tránh bị những đội ngũ khác cướp được. Cho nên, vì không cho các sư huynh chết uổng phí, ta nhất định phải cầm vị trí đệ nhất. Nếu như đại hắc cẩu ở đây, nó khẳng định sẽ giơ ngón cái với Lăng Hàn. Không biết xấu hổ như vậy, đã có một nửa trình độ của lão hắc ta. Mọi người nhìn nhau, mặc dù Lăng Hàn nói thật rất có đạo lý, nhưng vì cái gì bọn họ nghe có cảm giác là lạ. Tranh tài kết thúc, nhưng môn hạ chân long đại đế chết sạch, chuyện như thế sẽ bị điều tra, dù sao chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra. Điều tra thì điều tra, tranh tài vẫn phải tiếp tục. thành viên tứ cường đã có, tiếp theo sẽ rút thăm. Lăng Hàn rút được đối thủ đầu tiên là vương bài Lạc Dịch Tinh Hiểu môn hạ của Chu Yếm Đại Đế, đó là thanh niên phong độ nhẹ nhàng, thời điểm trong thành, hắn mặc áo bào trắng đầy phong nhã. Hai trận đào thải chiến đồng thời tiến hành, bên thắng sẽ tiến vào quyết chiến cuối cùng. Không có lề mề, ở chỗ này, coi trọng nhất chính là hiệu suất. Sư đệ mời, Lạc Dịch Tinh Hiểu mỉm cười, hiện tại hắn đã mặc bạch ngân chiến giáp, có chiến giáp này hay không sẽ là hai tầng chiến lực khác nhau. Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại ta chính là đại đệ tử môn hạ của Chân Long Đại Đế, vương bài, môn hạ của Chân Long Đại Đế không kém gì ai, ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh mới tốt. Mẹ nó, Lạc Dịch Tinh Hiểu suýt thổ huyết, ta chỉ khách khí với ngươi, hơn nữa, ngươi là cửu đồ của Chân Long, ta gọi ngươi một tiếng sư đệ không đúng sao? Tại sao ngươi có tư cách cao cao tại thượng, ngươi luận bàn hay chọc tức người khác, chẳng lẽ ngươi có tâm tình tiêu cực, làm người ta tức giận là có thể giúp ngươi tăng lên tu vi, hối đoái bảo vật sao? Cái gì cũng có trước sau, Lạc Dịch Tinh Hiểu nói, sư đệ, cho dù ngươi thành đại sư huynh môn hạ của Chân Long Đại Đế, ta gọi ngươi một tiếng sư đệ cũng không sai. Lời này không đúng, các đại đế đều ngồi ngang hàng, mọi người đều là vương bài, vì cái gì ta lại là sư đệ? Lăng Hàn lại biện luận, lại nói, Chân Long Đại Đế một đời vô địch, chính là mạnh nhất. Uy, tại sao ngươi bắt đầu kéo thù hận? Lạc Dịch Tinh Hiểu áp chế hỏa khí, sư đệ, lời này của ngươi không đúng, các vị đại đế đều có thể trấn áp thiên hạ, làm gì có chuyện ai cao ai thấp. Nghe hai người tranh luận kịch liệt, tất cả mọi người đều muốn ói. Các ngươi đến luận bàn luận võ hay tranh luận khẩu tài? Lạc Dịch Tinh Hiểu, ngươi cũng quá tích cực, cần gì xoắn xuýt vấn đề sư huynh sư đệ với hắn chứ? Nói đến tranh luận, Lạc Dịch Tinh Hiểu làm sao nói qua Lăng Hàn. Mặc kệ ngụy biện hay có ý khác, Lăng Hàn luôn có thể nói rõ ràng mạch lạc, làm cho Lạc Dịch Tinh Hiểu càng ngày càng phát điên, trả lời một câu bình thường cũng phải trả lời 2 phút. Nếu như dùng tranh luận nói thắng thua, Lăng Hàn đã thắng, hơn nữa là toàn thắng. Chương 5205, đổ ước, Lạc Dịch Tinh Hiểu cảm thấy đầu như cái đấu, hắn vắt hết óc, người bên ngoài đã không kiên nhẫn. Làm cái gì, các ngươi tới biểu diễn biện luận sao? Lão thánh nhân làm trọng tài cũng bây giờ nhìn không nổi nữa, nhắc nhở. Lập tức bắt đầu tranh tài, không nên tranh luận vô vị. Thế nhưng mà, hắn nói không dùng được, Lạc Dịch Tinh Hiểu chính là vương bài. Vương bài là cái gì? Đệ tử mạnh nhất dưới trướng đại đế, chẳng những là thánh nhân cửu tinh, hơn nữa còn là tồn tại siêu quần bạt tụy trong thánh nhân cửu tinh, cho nên, Lạc Dịch Tinh Hiểu cần để lão thánh nhân vào mắt sao? Có thể làm cho vương bài ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có đại đế mà thôi. Thấy Lạc Dịch Tinh Hiểu đang suy nghĩ làm sao cãi lại Lăng Hàn, lão thánh nhân nhìn sang Lăng Hàn, nói. Tranh thủ thời gian bắt đầu tranh tài đi, lời này, hắn mang theo ý khẩn cầu. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn gật đầu, xèo, hắn lao tới đánh nhau với Lạc Dịch Tinh Hiểu. Mặc dù hắn không dùng toàn lực ứng phó, nhưng chiến lực có thể xem thường. Lại nói, Lạc Dịch Tinh Hiểu đang suy nghĩ làm sao phản bác Lăng Hàn, tự nhiên bị đánh đột nhiên, hắn bắt đầu luống cuống tay chân. Hèn hạ, ngươi rất hèn hạ. Lạc Dịch Tinh Hiểu vội vàng kêu lên, giống như bị Lăng Hàn đánh thông suốt, hắn vừa chống đỡ vừa nói. Ngươi vô sỉ như thế, ngươi có tư cách gì làm vương bài? Hắn nhìn khắp bốn phía, các ngươi đều thấy được, gia hỏa này vô sỉ như thế, nếu hắn làm vương bài, còn có vương pháp, còn có đạo lý hay không? Nhưng vấn đề quá cao siêu, ít có người hiểu hắn nói gì, cho nên không có người nào để ý đến hắn. À, vì cái gì các ngươi như thế? Hắn nói không đúng sao? Lăng Hàn cười ha ha. Xong đánh nhau, hắn không ngừng tấn công Lạc Dịch Tinh Hiểu tới tắp, nắm đấm như trọng phủ, mỗi đấm đều rất đáng sợ. Lạc Dịch Tinh Hiểu không thể không giữ vững tinh thần, đối mặt với thế công như thế, hắn không thể phân tâm. Lập tức, hai người kịch chiến, may mắn đây là vực sâu nguyên thủy, nếu không hai thanh nhân chiến lực vượt qua tam thập tinh đại chiến sẽ phá hư đáng sợ cỡ nào. Đánh nát một hai tinh vực là chuyện nhỏ. À, chuyện này, tại sao lão cửu của Chân Long mạnh như thế? Đúng vậy, thực lực đuổi sát vương bài. Không nghe nói hắn mạnh như vậy bao giờ. Tất cả mọi người phi thường hiếu kỳ, tại sao xuất hiện thiên tài có thể đuổi kịp vương bài. Các ngươi không biết, hắn mấy vạn năm trước đi ra ngoài tìm kiếm vật chất thủy nguyên gặp được thiên địa phong bạo, bị nhốt tại đó, nhưng gia hỏa này cũng gặp vận may, nơi hắn bị nhốt có nhiều đại dược thủy nguyên. Chính vì như thế, cảnh giới của hắn không có biến hóa nhưng thực lực tăng lên rất nhiều. Lập tức có người tìm hiểu tình huống của Lăng Hàn, người này vội vàng nói ra. À, thì ra là thế. Tất cả mọi người giật mình, liên tục gật đầu, mặc dù vẫn còn có chút ghen ghét, vì cái gì chính mình không có gặp được chuyện tốt như vậy, nhưng bọn họ cũng biết, cho dù chất đầy vật chất thủy nguyên trước mặt bọn họ, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành vương bài. Nguyên nhân vật chất thủy nguyên chỉ cho ngươi cơ hội đột phá nhưng thân thể không tịch diệt, nhưng có thể đột phá hay không cũng phải xem ngộ tính và lĩnh ngộ quy tắc thế nào. Cho nên, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, vật chất thủy nguyên có dùng, nhưng tuyệt đối không thể biến bọn họ thành thiên tài tuyệt đỉnh. Lăng Hàn có thể mạnh như bây giờ, nguyên nhân là dựa vào vật chất thủy nguyên, càng nhiều hơn chính là thiên phú bản thân hắn. Không cần Lăng Hàn đi giải thích cái gì, hạt giống chôn xuống trước đó đã nở hoa, tự động giúp hắn tiến hành giải thích. Lăng Hàn thích hợp gia tăng thêm một ít lực lượng, hắn dần dần chiếm thượng phong, dần dần áp đảo Lạc Dịch Tinh Hiểu. Chuyện này làm Lạc Dịch Tinh Hiểu muốn thổ huyết, cãi lại không được, đánh nhau cũng đánh không lại, tức chết hắn, bành, hắn vừa sơ sẩy, hắn đã bị Lăng Hàn đánh trúng một trường, đằng đằng đằng, hắn liên tục lui về phía sau, ngực phập phồng, giống như ngũ tạng lục phủ trong người lật người lên. Hắn thua, Lạc Dịch Tinh Hiểu ngỡ ngàng, tại sao hắn bại? Hắn đang suy nghĩ làm sao đánh bại lời lẽ của Lăng Hàn, tại sao lại bị đối phương đánh ngã, ngay cả cơ hội mở miệng cũng mất. Hắn thổ huyết, khó chịu không cách nào hình dung. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn không tiếp tục xuất thủ. Một cuộc chiến đấu khác cũng khó phân thắng bại, người thắng lại là một nữ tử. Mặc dù môn hạ của 9 vị đại đế có không ít nữ tính, nhưng có thể trở thành vương bài thì chỉ có một. Môn hạ của Thanh Loan, Mạc Tử Vân, không có nghỉ ngơi, trận chung kết lập tức tiến hành. Lăng Hàn quan sát đối thủ trận chiến cuối cùng, đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, mặc dù toàn thân bao phủ dưới bạch ngân chiến giáp nhưng mái tóc như mây, như thác nước buông xuống, mỗi một cọng tóc đang phát sáng. Dung nhan của nàng cũng tuyệt mỹ, mũi ngọc, môi anh đào, nhất là đôi mắt tràn đầy thần thái động lòng người. Dù Lăng Hàn thường thấy mỹ nữ, lúc mới nhìn nàng cũng sinh ra rung động. Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, hắn lại khôi phục tâm thần bình tĩnh. Mạc Tử Vân cũng đang quan sát Lăng Hàn, nàng tác chiến sân nhà, có thể thẳng tiến vào trận chung kết cũng không hiếm lạ. Nhưng mà, nàng vạn vạn không ngờ rằng, đối thủ cuối cùng của mình lại không phải vương bài, mà là lão cửu của thành Chân Long. Nàng quả quyết không tranh luận với Lăng Hàn ai là sư huynh, sư tỷ, Lạc Dịch Tinh Hiểu chính là vết xe đổ. Mời, nàng lượng kiếm, kiếm dài 3 thước, đen như mực, giống như hắc ám tạo thành. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cảm ứng khí tức hủy diệt trong thân kiếm. Có phần giống năng lượng hủy diệt a, thứ này làm bằng chất liệu gì? Sau khi đúc thành, dung nhập năng lượng hủy diệt, mời, hắn gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia. Nhưng mọi người nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào Mạc Tử Vân. Quá trực tiếp, mặc dù Mạc Tử Vân là mỹ nữ nổi danh khu vực đầu tiên, người nhớ nhung nàng không 1000 cũng 800, nhưng mà, người ta là vương bài, cho dù là ai cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, làm sao dám bộc lộ suy nghĩ khác lạ. Lăng Hàn thì tốt rồi, nhìn chằm chằm vào người ta. Đồ vô sỉ, Lạc Dịch Tinh Hiểu trách mắng. Người như vậy làm sao xứng là vương bài, huống chi còn muốn cưỡi lên đầu hắn. Mạc Tử Vân cũng tức giận, người này dám nhìn chằm chằm vào mình, sắc tâm thật lớn. Chúng ta đánh cược chứ? Lăng Hàn đột nhiên mở miệng, đánh cược gì? Mạc Tử Vân trầm giọng hỏi. Lăng Hàn cười nói, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi. Tốt, nếu ngươi thua, ta lấy mạng của ngươi. Mạc Tử Vân quả quyết nói, cũng cắt lời của Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi nói như vậy sẽ làm mọi người hiểu lầm đấy. Ta chỉ là muốn kiếm của ngươi, cũng không phải hứng thú với ngươi. Hắn suy nghĩ, cứ đánh thắng đối phương, muốn kiếm còn không dễ dàng. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn cười tươi như hoa. Mọi người xem ra, đây rõ ràng là cười dâm. Vô sỉ, quá vô sỉ, thế mà dám đổ ước như vậy trước mặt mọi người, không biết xấu hổ tới cực điểm. Chương 5206, hiểu lầm. Mạc Tử Vân hít sâu một hơi, nàng làm cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó xuất kiếm. Xoát! Một kiếm chém ra liền thấy một đạo kiếm khí màu đen chém về phía Lăng Hàn, mặc dù chỉ dài 10 trượng nhưng kiếm khí ngưng tụ, uy lực lớn kinh người. Lăng Hàn cau mày, chiến lực của đối phương đạt tới tam thập tinh, nhưng một kiếm này bổ sung một tia năng lượng hủy diệt, lập tức tăng lực phá hoại lên rất nhiều, có thể sinh ra uy năng của tam thập nhất đến tam thập nhị tinh. Hắn không có đón đỡ, cũng không muốn lộ ra bí mật hắn nắm giữ năng lượng hủy diệt. Ỷ vào bộ pháp linh động, Lăng Hàn cường thế tiến mạnh, muốn vật lộn cận thân. Hạ lưu, mọi người đều quát lớn, ngươi cận thân bác đấu cùng một nữ võ giả, không phải muốn chiếm tiện nghi sao? Ngươi là sắc quỷ, cho dù là lão thánh nhân cũng lộ ra sắc mặt cổ quái, hắn rất xem trọng Lăng Hàn, nhưng mà, Lăng Hàn biểu hiện như thế làm hắn mở rộng tầm mắt, thanh niên khiêm tốn thật tốt, tại sao lại biến thành cao thủ sắc đạo? Mạc Tử Vân càng tức giận, lại dám làm nhục nàng như thế. Ngươi đáng chết, nàng quát lớn, sau đó tăng cường công kích, Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ta không thể giành thắng lợi sao? Làm sao lại biến thành đáng chết? Ai, đều là nữ nhân này cắt lời của hắn chưa hề nói toàn bộ, bằng không hắn nói thắng sẽ lấy bảo kiếm của đối phương, khi đó sẽ còn tạo thành hiểu lầm hiện tại sao. Còn tốt, làm hư hại hình tượng cũng không phải mình. Lăng Hàn thả lỏng nội tâm, ngược lại bản tôn sẽ không lộ ra ánh sáng, như vậy sẽ không quan trọng. Hắn không ngừng tiến mạnh, chiêu chiêu cướp công, nếu như hai người đều là nam, chuyện này không quan trọng, rất bình thường, nhưng bây giờ lại là một nam một nữ, như vậy, động tác của Lăng Hàn cũng có chút bị ổi, giống như cố ý muốn chiếm tiện nghi của Mạc Tử Vân. Không có cách, ấn tượng ban đầu của mọi người giữ vai trò chủ đạo, trong đầu đã có ấn tượng sắc lang về Lăng Hàn, tự nhiên sẽ xem động tác của hắn thành đen tối. Theo bọn họ nghĩ, Lăng Hàn cũng không phải muốn giành thắng lợi, mà là cố ý khinh bạc, từ đó làm Mạc Tử Vân kiêng kỵ. Mạc Tử Vân là người trong cuộc, nàng có khổ tự hiểu. Nàng biết rõ, Lăng Hàn công kích cũng không phải khinh bạc, ách, mặc dù có chút chiêu thức rất lưu manh, cũng tấn công vào ngực của nàng, nhìn giống như sở nhưng mà phần lớn công kích rất bình thường. Nhưng chiến lực của đối phương cực mạnh, hơn nữa kinh nghiệm giao chiến vô cùng lão đạo, luôn có thể bắt được sơ hở cực nhỏ của nàng, sau đó phóng đại, đuổi theo nàng đuổi đánh tới cùng. Nàng rõ ràng cảm giác hai người chiến lực không khác gì nhau, nhưng chỉ cần bị đối phương bắt được sơ hở thật nhỏ, nàng dần dần rơi vào hạ phong. Đây là người nào, tại sao ngộ tính chiến đấu và mẫn cảm đáng sợ như thế? Thấy Mạc Tử Vân rơi vào hạ phong, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, theo bọn họ nghĩ, rõ ràng là Lăng Hàn dùng chiến thuật hạ lưu khắc chế Mạc Tử Vân, làm cho đối phương không thể phát huy toàn lực. Hèn hạ, rất hèn hạ. Sau khi đánh 300 chiêu, Mạc Tử Vân đã hoàn toàn lâm vào thế yếu, nàng không thể không nhận thua. Nàng chưa hề nói một câu, trực tiếp quay người rời đi. Lăng Hàn thở dài, chẳng lẽ ngươi quên đổ ước sao? Kiếm của ta, nhìn thấy biểu lộ Lăng Hàn thất vọng mất mát, mọi người càng muốn đánh hắn, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy ôm mỹ nhân trở về? Lấy phương thức hèn hạ như vậy chiến thắng, ai sẽ phục ngươi? Lăng Hàn nhận được một gốc tiên dược thủy nguyên, tự ý nào đó mà nói, hắn hẳn công thành lui thân, nhưng nghĩ đến thanh kiếm kia, hắn quyết định chờ một chút, tìm một cơ hội đánh Mạc Tử Vân bất tỉnh, sau đó mang theo kiếm rời đi. Nhưng thời điểm hắn định ra khỏi thành luyện hóa tiên dược, lại bỗng nhiên phát hiện có người tiến vào phòng sơ sài của hắn. À, là Mạc Tử Vân, cô gái này không cam tâm thua hắn, muốn tới cướp tiên dược sao? Hắc hắc, ngược lại xem ai cướp ai. Lăng Hàn đi ra ngoài, chỉ thấy Mạc Tử Vân không hề mặc bạch ngân chiến giáp, mà là đổi một bộ trang phục màu xanh sẫm, nàng không ăn mặc hoa lệ nhưng đường cong hoàn mỹ lại phác họa ra. Đẹp, tươi đẹp, câu hồn đoạt mệnh. Lăng Hàn nhìn chằm chằm, trước đó thân thể bị che giấu trong chiến giáp nên không có phát hiện cô nàng này dáng người kiêu ngạo như vậy. Trước sau lồi lõm, có thể nói là hoàn mỹ. Buổi tối hôm nay phát sinh chuyện gì, ngươi không được nói với bất kỳ ai. Mạc Tử Vân cắn môi nói, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chờ chút, ngươi hiểu lầm sao? Lăng Hàn nói, ta nói Mạc đại tiểu thư, ngươi có thể đã hiểu lầm. Gương mặt xinh đẹp của Mạc Tử Vân đã thay đổi, ngươi ở trước mặt mọi người nói muốn ta, hiện tại còn nói ta hiểu lầm. Quá tiểu nhân, nhưng ai bảo nàng thua. Kỳ thật đây là thành Thanh Loan, nàng lại là môn đồ của Thanh Loan Đại Đế, chỉ cần nàng không nguyện ý, ai có thể miễn cưỡng nàng. Lại nói, hành vi của Lăng Hàn đã dẫn động mọi người tức giận, càng không có người ủng hộ hắn. Nhưng tính cách Mạc Tử Vân cao ngạo, nếu đánh cược thua, có chơi có chịu, dù là sau này khó qua, nàng cũng không muốn trái với điều ước. Nàng xoay người, buông lỏng phòng ngự, nhận mệnh nói. Ngươi nhanh một chút, khốn kiếp, đây là kỳ thị cỡ nào? Ta là người nhanh sao? Lăng Hàn liền vội vàng lắc đầu, suýt nữa bị cô nàng này chọc phạm tội. Bảo kiếm của ngươi đâu? Lăng Hàn vốn định đánh ngất xỉu người sau đó mang kiếm rời đi, thế nhưng mà, toàn thân Mạc Tử Vân không có kiếm. Nơi này trọng lực quá lớn, căn bản không có pháp khí không gian, cho nên, Mạc Tử Vân khẳng định sẽ đặt kiếm và chiến giáp tại nơi ở của mình, chuyện này cũng có thể tưởng tượng, dù sao nàng không phải đến chiến đấu. Ghê tởm, Lăng Hàn ho khan một tiếng, nói, kỳ thật, ta cảm thấy hứng thú là thanh kiếm của ngươi. Cái gì? Mạc Tử Vân sững sờ, lại nhớ tới lúc trước nàng cắt lời của Lăng Hàn, thì ra đối phương không nhìn chằm chằm vào mình, mà là kiếm của nàng, cái gọi là ta muốn ngươi lại chính là ta muốn kiếm của ngươi. Ách, nhưng mà, hiểu lầm đã rõ ràng, nàng ngược lại càng giận dữ và không cam lòng. Nếu hiểu lầm đã phát sinh, mà nàng còn chủ động thực hiện, chẳng phải nói Lăng Hàn sẽ trướng mắt nàng. Nàng rất kém sao, chủ động ôm ấp yêu thương cũng không cần. Vô cùng nhục nhã, hừ, Mạc Tử Vân trực tiếp vươn người chạy đi. Chạy, cứ như vậy chạy, Lăng Hàn không có đuổi theo, thứ nhất hắn cũng không biết Mạc Tử Vân ở nơi nào, bắt người thì thế nào, cũng không tìm được kiếm. Còn nữa, dám động thủ trước mí mắt của Thanh Loan Đại Đế, hắn không đặt vị Đại Đế này vào trong mắt hay sao? Người ta lại không giống Chân Long Đại Đế đang dưỡng thương. Lăng Hàn lắc đầu, trực tiếp ra khỏi thành, sau đó bắt đầu luyện hóa tiên dược thủy nguyên. Hắn ăn tiên dược, lập tức, vật chất thủy nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển, sau đó có đại đạo phóng lên trời. Sau khi hắn luyện hóa vật chất thủy nguyên xong, trong cơ thể hắn dung nạp quy tắc đạt đến 50 đạo, hơn nữa, chùm sáng đại đạo cũng dày đặc hơn một chút. Biến hóa không phải rất rõ ràng, nhưng xác thực có tiến bộ một chút. Lăng Hàn tươi cười, lần này kiếm lời lớn. Mặc dù hắn còn không biết đại đạo quang rốt cuộc phát huy uy lực mạnh cỡ nào, nhưng mà, cấp độ của đại đạo quang còn trên cả quy tắc. Chương 5207, liên danh khiêu chiến. Quy tắc cửu tinh trí cao vô thượng, quy tắc bát tinh không thể đan vào nhau. Còn tốt, Lăng Hàn nắm giữ một nhúm đại đạo quang, chuyện này cực kỳ có thể là vượt qua quy tắc tồn tại, cho nên Lăng Hàn có khả năng khiêu chiến cấp bậc cao hơn. Hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của chuẩn đế, nhưng mà, chờ hắn lại nắm giữ thêm một ít quy tắc bát tinh, nói không chừng sẽ làm được, dù sao chuẩn đế cũng chỉ mò ra một chút quy tắc cửu tinh mà thôi. Lại thêm đại đạo quang thì sao? Lăng Hàn tin tưởng, hắn thậm chí có chiến thắng chuẩn đế. Chuyện này sao? Ha ha, sau này tìm đám người Đa Gia Phật luyện một chút là biết, nhiều tới 3 vị chuẩn đế có thể làm bồi luyện, trừ Lăng Hàn ra, trên đời này cũng không có người nào. Làm Lăng Hàn cau mày chính là, tuyệt địa bên kia có chuẩn đế hay không? Ví dụ như Tiểu Diệp Tử, hắn đột nhiên xuất hiện, trước đó căn bản không có nghe nói qua, thậm chí đế tử đế nữ tuyệt địa cũng không biết có một tồn tại như vậy. Từ đó có thể thấy được, tuyệt địa chi chủ rất thiên vị hắn, để hắn nhận được nguyên thế giới trên thân đám người thủy nhất, bởi vậy cũng có thể sử dụng năng lượng hủy diệt. Vì cái gì tuyệt địa chi chủ không nắm? Khả năng, bọn họ đã không phải là sinh linh, không có cách nào đặt vào nguyên thế giới. Lăng Hàn nhíu mày, Tiểu Diệp Tử phi thường quỷ dị, chẳng lẽ cũng đến từ vực sâu nguyên thủy? Nếu không, hắn chưa từng gặp qua người có khả năng thao túng thời gian. Dù là chuẩn đế như Đa Gia Phật cũng không thể làm được. Lăng Hàn trở lại thành Thanh Loan, mặc dù tranh tài đã kết thúc, nhưng hắn muốn mặt dạn mày dày đợi ở nơi này cũng không ai đuổi hắn đi. Mục tiêu của hắn là thanh kiếm trong tay Mạc Tử Vân, những người khác lại không biết, gặp hắn ngựa nhớ chuồng không đi, chỉ cho rằng tâm niệm của hắn đặt vào Mạc Tử Vân, tự nhiên mỗi một người đều giận dữ. Ngươi là tên lưu manh, lấy thủ đoạn hèn hạ đánh bại Mạc Tử Vân, chẳng lẽ còn thật muốn Mạc nữ thần thực hiện đổ ước? Quá vô sỉ, hiển nhiên, Mạc Tử Vân có nhân khí ở thành Thanh Loan tương đối cao, hiện tại mỗi người nhìn thấy Lăng Hàn đều hừ lạnh và phun nước bọt. Chuyện này, Lăng Hàn buồn bực, rõ ràng là Mạc Tiểu Bì Nương làm ra chuyện hiểu lầm, vì cái gì chỉ có hắn gánh chịu hậu quả. Hắn quyết định, chờ đoạt kiếm xong sẽ đánh vào mông Mạc Tử Vân một trận để xả ác khí. Ách, ngược lại hắn không bị tra ra người ngoài, không cần lo lắng lộ thân phận ra ngoài. Nếu Đại Hắc Cẩu có ở đây, khẳng định sẽ vạch trần, yêu nghiệt giống như ngươi, trên đời này còn có kẻ thứ hai sao? Ngươi giả được khuôn mặt, lại giả được thực lực sao? Đa Gia Phật cũng nói, nguyên nhân tranh tài kết thúc, bọn họ cũng nên rời đi, dù sao nơi này có một vị đại đế tọa trấn, dám hành sự trước mí mắt của đại đế, trái tim của ngươi không nằm trên cổ họng hay sao? Chuyện này không quan hệ nhát gan hay gan lớn, mà là cẩn thận. Lăng Hàn bảo 3 vị chuẩn đế nên rời đi trước, hắn còn muốn đợi thêm mấy ngày. À, chẳng lẽ người thật có ý với tiểu ni tỷ kia đấy chứ? Hạ Hậu Bình cười nói. Lăng Hàn sạm mặt, tin tức này đã truyền vào tai 3 vị chuẩn đế. Lời đồn, hắn lắc đầu, người kia có một kiện pháp khí, ta cho rằng có thể cần nghiên cứu một chút. Thương lượng một chút, 3 vị chuẩn đế quyết định rời đi trước, tiếp tục đi phía trước thăm dò tình huống, mấy ngày sau sẽ quay về. Nguyên bản, bên trong vực sâu nguyên thủy hoàn toàn hoang lương, làm gì có thành trì. Cho nên 3 vị chuẩn đế cũng nghĩ điều tra một chút, lúc này có 36 thần thú xuất hiện, vì cái gì lại trấn áp ở đây? Lăng Hàn tiếp tục hỏi thăm nơi ở của Mạc Tử Vân, dự định đánh nàng ngất xỉu và mang kiếm rời đi, hắn lười lãng phí thời gian. Nhưng, trong thành Thanh Loan, người người đều xem hắn thành ác quỷ, căn bản không có người nào nguyện ý nói tung tích của Mạc Tử Vân cho hắn biết. Kết quả là, Lăng Hàn cảm thấy mình giống như người người kêu đánh chuột chạy qua đường, hình tượng đã hư hại đến cực hạn. May mắn, đó là Cửu Vương, không có quan hệ gì với ta. Lăng Hàn tự nói, nhưng mà, hắn còn chưa hỏi ra tung tích của Mạc Tử Vân, hắn đã gây khiêu khích công phẫn. Trừ thành Thanh Loan cùng thành Chân Long ra, còn lại vương bài môn hạ 7 tên đại đế liên thủ hạ chiến thư với Lăng Hàn. Hoặc là hắn tự cút ra khỏi thành Thanh Loan, hoặc do bọn họ làm thay. Nha, Mạc Tử Vân danh khí lớn như thế, Lăng Hàn chắc chắn sẽ không rời khỏi thành Thanh Loan, hắn phi thường tò mò về thanh kiếm kia, vì cái gì cũng nắm giữ đặc tính của năng lượng hủy diệt. Nếu các ngươi muốn bị đánh, vậy thì thành toàn các ngươi. Lăng Hàn tiếp nhận chiến thư, ngày thứ 2, hắn đứng trên quảng trường nhỏ trong thành. Kỳ thật nơi này không phải là quảng trường, nơi này chỉ tương đối rộng, dần dà nó bị dùng như quảng trường. Khiêu chiến ở nơi này cũng không sao, kết cấu vực sâu nguyên thủy rất kiên cố, đừng nói thánh nhân đánh không nát, cho dù là đại đế cũng làm không được. Nơi thiên địa sinh ra làm sao đơn giản cơ chứ? Thời điểm Lăng Hàn đi đến nơi này, chẳng những bảy đại vương bài đã đợi ở đó, có rất nhiều dân chúng trong thành tới đây, dáng vẻ rất phấn khởi. Phát hiện Lăng Hàn tới, bách tính đều huýt sáo và hò hét. Cần thiết hay không? Lăng Hàn lắc đầu, Mạc Tử Vân nhân khí có cao như vậy sao? Đương nhiên hắn không quan tâm, thời điểm mọi người đang hô hào, hắn đi tới giữa quảng trường. Lão Cửu, ta thật sự bội phục bổn sự của ngươi. Lạc Dịch Tinh Hiểu nói, hắn cố ý nói hai chữ Lão Cửu thật nặng, hiển nhiên còn bỏ qua phần tranh luận với Lăng Hàn lúc trước. Lăng Hàn nghiền ngẫm cười một tiếng, ít nói lời vô ích, đến đánh đi, các ngươi ra tay từng người hay cùng tiến lên, ngươi rất ngông cuồng, An Hà Minh lạnh lùng nói, nhưng mà, muốn dùng phép khích tướng để chúng ta đơn đấu với ngươi, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Bất kể như thế nào, Lăng Hàn đã thắng được giải thi đấu, trên lý luận đơn đấu vô địch, cho nên, bọn họ sẽ vây công. Trọng yếu nhất chính là, nơi này lại không có quy củ gì, chỉ cần đừng đánh chết hoặc tàn phế là đủ. Xèo, một bóng người bay tới, áo trắng tung bay, đó chính là Mạc Tử Vân. Hiển nhiên, phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng là địa đầu xa tại thành Thanh Loan làm sao không phát hiện. Nhìn thấy Mạc Tử Vân tới, dù là những vương bài cũng nhìn sang. Lăng Hàn cũng nhìn chằm chằm vào Mạc Tử Vân, tiểu bì nương luôn luôn không chịu hiện thân, làm hại hắn tìm đông tìm tây, lần này, hắn chắc chắn không thể nhìn đối phương rời đi. Lớn mật, thấy Lăng Hàn dám nhìn chằm chằm vào Mạc Tử Vân, bảy đại vương bài đều giận dữ. Ai, bảo các ngươi ít nói nhảm, không nên lãng phí thời gian, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Lăng Hàn cười nói, dáng vẻ cực kỳ miệt thị, chuyện này càng làm bảy đại vương bài giận dữ, bị một người xem thường như thế, bọn họ làm sao chịu nổi. Hắc hắc, Lão Cửu thành Chân Long thành thật cuồng ngạo. Không có cách, mới đạt đệ nhất luận võ, cuồng một chút cũng rất bình thường. Hừ, vòng thứ nhất là hy sinh các huynh đệ, thời điểm đào thải chiến, đầu tiên là loạn tâm trí của Lạc Dịch Tinh Hiểu, sau đó dùng thủ đoạn hạ lưu làm Mặc đại nhân bó tay bó chân, đều là chiến thắng không vinh quang. Dạng người này, hắn làm gì có thực lực, quần chúng liên tục bàn tán với nhau, đều cho rằng Lăng Hàn là thế hệ hư danh nói chơi. Chương 5208, như cắt rơm rạ. Không ai xem trọng Lăng Hàn, dù hắn là quán quân lần này. Hắn chiến thắng có quá nhiều tranh cãi, mọi người phục không, chỉ có Mạc Tử Vân không cho là như vậy, nàng mới là người giao thủ chân chính với Lăng Hàn, hơn nữa cũng càng tiếp cận sự thật hơn Lạc Dịch Tinh Hiểu. Nhưng mà, bảy đại vương bài liên thủ, Lăng Hàn có khả năng thắng không? Nàng cũng hết sức quan tâm, đứng nghiêm quan sát, Lão Cửu, ngươi nên quay về thành Thanh Long tu luyện mấy năm đi. Lạc Dịch Tinh Hiểu rất nhấn mạnh Lão Cửu, hắn dẫn đầu công kích tấn công Lăng Hàn. Oanh, lần này, hắn không đặt tinh lực vào tranh luận với Lăng Hàn ai là sư huynh, hắn như hồng hoang mãnh thú, thanh thế rất kinh người. Mỗi một tên vương bài đều là thánh nhân cửu tinh, hơn nữa còn là thế hệ siêu quần bạt tụy trong đó, chiến lực vượt xa thánh nhân cửu tinh tầm thường. Hiu hiu hiu, mấy người An Hà Minh cũng giết tới. Bọn họ hoàn toàn không ngại lấy 7 đánh 1, bởi vì bây giờ không phải luận võ. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn ngăn cản 7 vương bài. Tê, gia hỏa này thật to gan, một đấu 7, hắn còn dám cường công, thật sự cho rằng hắn là đệ nhất thì có thể quét ngang thánh cảnh hay sao? Hắc hắc, cho dù là đệ nhất thánh cấp cũng không có khả năng cản nổi 7 vương bài liên thủ. Hắn sẽ bị đánh, quần chúng vây xem đều lắc đầu, dù Lăng Hàn thật sự là đệ nhất thánh nhân, nhưng đối mặt 7 đại vương bài cũng phải dùng du đấu làm chủ, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Kẻ lỗ mãng xông pha chiến đấu giống Lăng Hàn, hắn ngại thua không đủ nhanh hay sao? Ai, dù sao cũng trẻ tuổi, thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi. Nhưng mà, khi mọi người đang lải nhải ở bên ngoài, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Bóng người bay tán loạn như rơm rạ, đó là 7 đại vương bài. Lăng Hàn mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không có đối thủ, ai tới cũng bị hắn đánh bay. Chuyện này, đây chính là 7 vị vương bài, thánh nhân cửu tinh tuyệt đỉnh, cho dù có người vượt qua bọn họ, nhưng nhiều chỉ hơn một bậc nửa bậc, làm sao có thể như quét ngang như bây giờ. Nếu không phải biết rõ 7 người này là 7 vị vương bài, khi đó người ta sẽ cho rằng bọn họ là A Miêu A Cẩu, hoàn toàn chính là cặn bã. Mạc Tử Vân cũng há hốc mồm, qua thật lâu vẫn không khép lại được. Nàng biết rõ thực lực Lăng Hàn trên mình, nhưng làm sao có thể mạnh đến tình trạng như vậy. Người còn là người sao? Bành, 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 mặc dù Lăng Hàn không có toàn lực ứng phó, nhưng mà dù không sử dụng tín ngưỡng lực, hắn có thể vận dụng số lượng quy tắc cũng đạt tới 50 đạo, cho nên hắn nghiền ép cỡ nào. Ha ha, luyện hóa tiên dược thủy nguyên đấy, thần công của ta đại thành, vô địch thiên hạ. Hắn còn hét một tiếng, cưỡng ép giải thích, tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh, chiến lực như vậy dựa vào một gốc tiên dược đúc thành sao. Người trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhưng mà, Lăng Hàn quá mạnh, một người đánh một người, tư thế không ai bì nổi, đánh cho bảy đại vương bài bay đi như rơm rạ. Không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, An Hà Minh lớn tiếng kêu lên, liên thủ đối địch, tốt, bảy đại vương bài không dám tiếp tục chủ quan, bị Lăng Hàn đánh thảm như vậy, bọn họ đã ý thức được, mặc dù Lăng Hàn hèn hạ, hạ lưu nhưng thực lực mạnh tới mức đáng sợ. Gia hỏa này mạnh như thế, vì cái gì còn dùng phương thức hèn hạ, hạ lưu thủ thắng chứ? Uống, bảy đại vương bài đã liên thủ công kích, mặc dù bọn họ vừa rồi cùng tiến lên nhưng không ai liên thủ với ai, chẳng khác gì nắm cát vụn. Không có cách, bọn họ đều là vương bài, cho rằng đơn đả độc đấu cũng không kém gì Lăng Hàn, cùng tiến lên đã rất mất mặt, còn cần phối hợp ăn ý sao? Nhưng mà, bọn họ đã biết rõ, Lăng Hàn quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ nhất định phải phối hợp thật tốt, bằng không sẽ bị Lăng Hàn đánh tan. Oanh, một kích cuồng bạo chân chính đã xuất hiện, tất cả mọi người khiếp sợ khó nói thành lời, nhất là thánh nhân, bọn họ biết rõ một kích này khủng bố cỡ nào. Một kích có thể miểu sát thánh cấp, Lăng Hàn ngăn cản như thế nào? Lần này bảy đại vương bài đã dùng toàn lực ứng phó. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không có để ý tới, hắn chỉ xuất ra một quyền vô cùng bình thường. Một quyền này thường thường không có gì lạ, lại vô cùng trôi chảy, phù hợp vận vị thiên địa đại đạo. Bành, một kích mà thôi, chỉ thấy bảy đại vương bài đều bay tán loạn như đạn pháo. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mở to mắt, trên mặt lộ ra thần thái như nhìn thấy quỷ. Bành bành bành, bảy đại vương bài đều nằm trên mặt đất, mặc dù bọn họ cũng không có bị thương nhiều lần, nhưng mà bảy người liên thủ còn không địch lại Lăng Hàn, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cỡ nào. Quá kinh khủng, tại sao có thể có quái vật như vậy? Lúc này bốn phía lặng ngắt như tờ, chiến lực như vậy chẳng khác gì đất bằng dậy sấm, cũng chấn nhiếp tất cả mọi người. Còn đánh không? Lăng Hàn từ tốn nói, ba chữ này không lớn nhưng làm nội tâm của người ta rung động. Bảy đại vương bài đều im lặng không lên tiếng, lúc này còn đánh cái rắm, bảy bọn họ liên thủ cũng bị một quyền đánh bay, trừ phi đầu của bọn họ bị lừa đá mới có thể nghĩ sẽ tái chiến với Lăng Hàn một lần. Lăng Hàn nhìn về phía Mạc Tử Vân, hắn cảm thấy buồn bực, tiểu bí nương này lại không có mặc chiến giáp, tự nhiên cũng không mang theo kiếm hắn muốn. Ghê tởm, lại không cho hắn cướp sao? Mạc sư muội, chúng ta tới tâm sự. Lăng Hàn cười nói, sải bước đi sang. Trái tim của Mạc Tử Vân rung động, Lăng Hàn quá cường đại, mạnh đến mức một kích đánh nát phòng ngự trong lòng nàng. Thiên kiêu lại là tuyệt sắc như nàng căn bản không có khả năng động tình, nguyên nhân cho dù gặp thiên tài tiêu chuẩn, ở trong mắt nàng cũng chỉ miễn cưỡng, làm sao có thể động tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn xuất hiện trực tiếp kích phá lòng phòng ngự tâm linh của nàng, chiến lực mạnh đến mức đưa nàng bị chinh phục trong nháy mắt. Được, nàng gật đầu, cực kỳ giống cô dâu nhỏ nghe lời. Chuyện này, tất cả mọi người có cảm giác rau cải trắng bị heo ủi. Tới đi nơi ở của ngươi, Lăng Hàn đề nghị. Ân, Mạc Tử Vân lại gật đầu một cái. Nhìn hai người này sóng vai rời đi, mọi người có cảm giác ao ước ghen tị. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được, Mạc Tử Vân hiện tại đã ngàn vạn tình nguyện với Lăng Hàn. Như vậy, cô nam quả nữ ở một phòng sẽ xảy ra chuyện gì? Ghê tởm, nhưng mà, kiến thức chiến lược kinh khủng của Lăng Hàn, có kẻ nào dám làm anh hùng cứu mỹ nhân? Lại nói, ai muốn đi lên, mỹ nữ người ta sẽ tức giận trước tiên. Ai, tất cả mọi người lắc đầu, không có cách nào, đây là người tình ta nguyện, ai đi lên đều là thỉnh cầu bị đánh. Lại nói Lăng Hàn cùng Mạc Tử Vân đi một mạch, đi vào nơi ở của nàng, mặc dù cũng là phòng vô cùng đơn sơ, nhưng bị Mạc Tử Vân thu thập lại nên tỏa ra khí chất thanh nhã. Lăng Hàn không quan tâm nơi ở, hắn thả thần thức ra cảm ứng vị trí của thanh kiếm kia. Sư huynh, Mạc Tử Vân nhỏ giọng nói, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rung động tâm hồn. Chương 5209, hắc quang trong kiếm. Tìm được, Lăng Hàn mỉm cười, sau đó nói với Mạc Tử Vân. Sư muội, người qua đây, đây là muốn hôn mình sao? Mạc Tử Vân cảm giác nội tâm rung động, biểu hiện rất thẹn thùng hay nên tích cực một chút. Nguy rồi, không biết sư huynh thích loại hình gì. Nàng từ từ đi tới, đã thấy Lăng Hàn vung chưởng một cái, bành, ý thức của nàng nhanh chóng biến mất. A, sư huynh thích nằm không động sao? Khẩu vị thật nặng, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu nàng, sau đó nàng triệt để mất đi ý thức. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, sau đó đặt Mạc Tử Vân nằm dựa vào tường, hắn đi vào phòng cầm thanh kiếm kia. Nghĩ, hắn thuận tay mò đi bạch ngân chiến giáp của Mạc Tử Vân. Hắn lập tức ra khỏi thành, tìm được ba vị chuẩn đế và những người khác, sau đó muốn rời khỏi vực sâu nguyên thủy. Mặc dù trong người Lăng Hàn có thể dung nạp tinh cầu, nhưng dù sao vẫn có áp lực, hắn không có khả năng giữ mãi như thế. Thả ra ở đây, Những tinh cầu kia sẽ xong đời, làm sao có thể thừa nhận được siêu trọng lực trong vực sâu nguyên thủy bên. Thế là, mọi người rời đi trước, nhưng lần này, bọn họ liên tục gặp năng lượng phong bạo, tới lui đợi 7 năm, lúc này mới quay về thành Thanh Long. Nơi này vẫn bình tĩnh, tin tức môn đồ đại đế tử vong không có truyền tới, cho dù truyền tới thì có ai quan tâm chứ. Bọn họ xâm nhập vào thành Thanh Long, trong thành vô cùng yên tĩnh, căn bản không có chuyện gì xảy ra. Có Chân Long Đại Đế tọa chấn, cho dù trời sập cũng không sợ. Nhưng đám người Lăng Hàn không cảm thấy kỳ quái, Đại Đế là tồn tại mạnh nhất trên đời, có đế tọa chấn, đương nhiên ổn định hơn rất nhiều. Nhưng mà, lúc ấy Lăng Hàn không có mặt, cũng không biết rõ Chân Long Đại Đế đã bị Xâm La Đại Đế đánh chết, nếu không, cả đám khẳng định sẽ khiếp sợ đến ra đầu tê dại. Đại Đế chết đi, lại sống lại, làm sao có thể có chuyện như vậy? Cũng bởi vì không biết, đám người Lăng Hàn ngược lại cảm thấy đây là việc đương nhiên. Bọn họ ra thành Chân Long, một mạch trải qua thiên địa phong bạo nhiều lần, rốt cục cũng ra khỏi vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn thả 3 viên tinh cầu trong người ra ngoài, hắn lập tức cảm giác nhẹ nhõm, giống như chiến lực lại tăng lên một chút. Như thế, hắn có thể lấy nguyên thế giới ra hay không? Lăng Hàn vẫn có ý nghĩ như vậy, tinh cầu không thể chịu nổi thế giới này nghiền ép, nhưng vị diện hẳn là có thể, nguyên nhân mỗi cái vị diện đều không yếu hơn tôn giả. Hắn bắt đầu nếm thử, mặc dù như vậy sẽ mất đi tín ngưỡng lực, nhưng đạt tới độ cao như hắn còn cần tín ngưỡng lực hay không? Hơn nữa, Lăng Hàn có cảm giác, hắn muốn chân chính đi đến mạnh nhất, hắn cần lấy nguyên thế giới trong người ra. Có cường giả nào dựa vào ngoại lực trở thành thiên hạ vô địch hay không? Nguyên thế giới tác thành cho hắn, nhưng đồng thời cũng tạo thành gánh nặng lên thân thể của hắn. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hắn bắt đầu nếm thử, không phải rời toàn bộ nguyên thế giới ra, mà chuyển một vị diện trong đó ra ngoài. Khi hắn không ngừng mạnh lên, vị diện trong cơ thể hắn hiện tại đều đạt tới cao cấp, tương đương với thiên tôn bát trọng. Cho nên, nếu lấy ra cũng không bị đại thế giới nghiền nát. Chuyện này cũng không khó khăn, Lăng Hàn nhanh chóng rời vị diện ra ngoài. Ông, lập tức, áp lực thiên địa ập tới, muốn bóp nát vị diện này. Nhưng mà, bản thân vị diện tương đương với thiên tôn bát trọng, tự nhiên gánh vác được áp lực như vậy, nó nhanh chóng ổn định lại. Lăng Hàn dẫn dắt thích hợp, từ đó năng lượng thiên địa rót vào, cũng làm cho vị diện này chậm rãi dung nhập vào đại thế giới. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, tất cả đều ổn định. Có thể, Lăng Hàn tươi cười, như thế, hắn không cần dùng thần thức gặp mặt các kiều thê Lưu Vũ Đồng, mà là gặp mặt chân chính. Hơn nữa, sau khi dùng phương thức này tiến vào đại thế giới, mọi người đều có thể lấy được công pháp tu luyện trong đại thế giới này, người người đều có thể đột phá cực hạn của thiên tôn. Vấn đề duy nhất là, dị diện này không lớn, cho dù là toàn bộ vị diện cũng chỉ là hạt cát nhỏ. Ách, đây là vấn đề nhỏ. Lăng Hàn lấy từng vị diện trong người ra, cái thứ hai là đại vị diện có các nàng Lưu Vũ Đồng, sau khi vị diện này xuất hiện, hắn và phụ mẫu sẽ gặp mặt nhau. Chờ 3 năm dòng dã, Lăng Hàn mới lấy tất cả vị diện ra ngoài, sau đó, hắn cảm nhận được nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Trước đó hắn còn là bá chủ nguyên thế giới, đây là một vị trí chí cao vô thượng, nhưng cũng là một loại trách nhiệm, hiện tại, hắn đã mất đi tín ngưỡng lực trong cơ thể, nhưng cũng thu hoạch được tự do chân chính. Từ đó về sau, hắn không hề cần mang theo vận mệnh của người khác. Hiện tại, rốt cuộc ý niệm thông suốt, Lăng Hàn cười một tiếng, hắn từ trước tới giờ không tham luyến quyền thế, cho nên, người khác có thể sẽ hâm mộ thân phận bá chủ nguyên thế giới của hắn lại không quan tâm, nếu không phải ban đầu tránh sinh linh đổ thán, hắn cũng sẽ không làm nhiều việc như thế. Oanh, hắn vươn tay, chỉ thấy trên tay có năng lượng hủy diệt quấn quanh, chuyện này cũng không bởi vì vị diện thoát khỏi cơ thể mà biến mất. Rất tốt, chỉ cần năng lượng hủy diệt không có biến mất, ta vẫn nắm giữ lợi khí. Lăng Hàn lấy thanh kiếm của Mạc Tử Vân ra, hắn bắt đầu nghiên cứu. Trước đó hắn có ý niệm đột phát mang vị diện ra ngoài, hiện tại hắn mới nhớ tới thanh kiếm. Hắn cẩn thận nghiên cứu, quả nhiên, lực phá của kiếm này vô tận, nắm giữ đặc chất không khác gì năng lượng hủy diệt, nhưng mà, cả hai có khác biệt, nhưng mà khác biệt ở nơi nào thì Lăng Hàn không nói ra được. Giống như hai người song sinh, rất giống, nhưng cho dù là thân huynh đệ cũng có khác biệt. Hắn không nghĩ ra nên nói thế nào. Hủy đi xem, Lăng Hàn bắt đầu hủy kiếm, đây là thánh liệu, tự ý nào đó mà nói, thánh nhân nhất định phải mượn nhờ thiên địa chân diễm rèn luyện, muốn cưỡng ép phá hư là chuyện rất khó. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, đây cũng là chút lòng thành. Ở hắn phá giải, thanh kiếm này nhanh chóng biến thành khối vụn, sau đó, chỉ thấy một đám đại đạo màu đen bay ra ngoài. Lăng Hàn tận lực bắt giữ, thu vào trong thức hải. Ông, đại đạo quang tỏa ra hào quang rực rỡ, nó chủ động tấn công tia sáng màu đen. Đừng nhìn đại đạo quang ít đến thương cảm, nhưng đối với tia sáng màu đen đối diện, nó lại là quái vật lớn. tia sáng màu đen không cản nổi. Lăng Hàn vội vàng bảo vệ, nhưng đại đạo quang phổ chiếu, tia sáng màu đen biến mất thật nhanh. Ngóa, Lăng Hàn thầm mắng một câu, nội tâm hơi động, oanh, năng lượng hủy diệt lập tức bốc cháy trong thức hải. Lúc này, tia sáng màu đen như nhìn thấy phụ mẫu thân sinh, nó nhanh chóng lao tới và dung nhập vào năng lượng hủy diệt. Lần này, đại đạo quang cũng không thể làm gì, chỉ có thể giằng co với năng lượng hủy diệt. Chương 5210, ngang hàng chuẩn đế. Lăng Hàn kinh ngạc, sau khi tia sáng màu đen dung nhập vào năng lượng hủy diệt phát sinh biến hóa vi diệu. Ban đầu có thể xem là đồng nguyên với năng lượng hủy diệt, nhưng bởi vì có khác biệt nhỏ xíu nên không thể dung hợp. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, tia sáng màu đen lâm vào nguy cơ bị đại đạo quang chôn vùi, cho nên nó chủ động dung nhập vào năng lượng hủy diệt. Vào thời khắc này, Lăng Hàn lại nhìn thấy thiên địa đại đạo. Bản thân hắn như biến thành một thể, bản thân tức là thiên địa. Đầu thiên địa đại đạo này đang ở trong đầu của hắn. Trong đại đạo này, Lăng Hàn thấy được sáng tạo cùng hủy diệt, sinh mệnh và tử vong, diễn dịch huyền bí vô tận. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, thiên địa đại đạo này đã biến mất. Lăng Hàn thất vọng và mất mát, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. So sánh với nhau, đại đạo quang trong người của mình có tiếng nhưng không có miếng. Nó còn chưa đủ tư cách gọi là đại đạo quang, nhiều nhất chỉ là nhánh của một đạo. Đại đạo chân chính bao gồm sáng tạo, hủy diệt, sinh mệnh cùng tử vong. Lăng Hàn hiểu ra, đây là tồn tại vượt qua quy tắc, chính là cơ sở chân chính của thiên địa. Nếu có thể nắm giữ cơ sở của thiên địa, khi đó ta có thể trấn áp đại đế. Trái tim của Lăng Hàn đập mạnh, đại đế cũng chỉ liên hệ với quy tắc cửu tinh, nhưng thiên địa đại đạo lại nghiền nát tất cả. Thậm chí, bởi vì đại đế bị thiên địa đại đạo áp chế, cho nên có một ngày sẽ hao hết thọ nguyên, nhưng mà, nếu như tu thành bản thân thiên địa đại đạo thì sao? Có phải có thể trường sinh bất diệt? Lăng Hàn cảm thấy tim đập mạnh, hắn cảm thấy mình đã mở ra con đường trường sinh chính xác. Khó trách đại đế cầu trường sinh đều tới vực sâu nguyên thủy, nơi này thật sự ẩn giấu bí mật của thiên địa. Mà Lăng Hàn càng may mắn, phối hợp với nguyên thế giới, hắn trời sinh đã nắm giữ năng lượng hủy diệt, nếu không, hắn cũng không nhận được đại đạo quang, hiện tại càng không thể dung hợp một tia sáng màu đen kia. Tất cả là trùng hợp, cho nên hắn mới nhìn thấy thiên địa đại đạo. Nói cách khác, ta còn muốn nhìn thấy thiên địa đại đạo, ta còn cần càng nhiều vật chất thủy nguyên, có thể nói là vật chất tràn ngập tính hủy diệt. Nhưng mà, thứ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có được một cũng khó như lên trời. Không thể gấp, nên đi từng bước. Lăng Hàn đi tìm Đa Gia Phật. Tiền bối, ta nghĩ mời người chỉ điểm một chút. Hắn nói, Đa Gia Phật cười một tiếng, hắn gật đầu. Tốt, ta muốn nhìn xem, người bây giờ cách chuẩn đế bao xa. Hai người tiến vào tinh không và kịch chiến. Đa Gia Phật có ý định khống chế chiến lực, tránh vừa mới đấu đã đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn trực tiếp dùng tới 50 đạo quy tắc bát tinh, Đa Gia Phật thích ứng một chút và chiến đấu. Oanh, 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 hai người chiến lực còn không đạt tới cấp chuẩn đế nhưng đã vượt qua tất cả thánh nhân, bởi vậy, việc này nhanh chóng dẫn tới hai vị Tiền Dưỡng Hạo cùng Hạ Hậu Bình xuất hiện, sau đó là đám người Đại Hắc Cẩu, Nữ Hoàng. Đương nhiên bọn họ không nhúng tay, chỉ đứng gần xem cuộc chiến. Lăng Hàn có thể thắng hay không? Đột nhiên Trì Mộng Hàm hỏi. Chuyện này, trên lý trí mọi người cho rằng Lăng Hàn không có khả năng thắng, dù sao đối thủ của hắn là chuẩn đế. Mặc cho Lăng Hàn yêu nghiệt, cho dù là vạn cổ đệ nhất thánh cũng vô dụng, chỉ cần dính vào chữ đế sẽ có cấp độ khác biệt. Thế nhưng mà, Lăng Hàn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, khó tránh khỏi làm mọi người suy nghĩ, vạn nhất thì sao? Vạn nhất hắn có thể đối kháng với chuẩn đế thì sao? Nhưng mà, Đa Gia Phật chỉ hơi tăng lực một chút, Lăng Hàn lập tức rơi xuống hạ phong. Dựa chút thực lực ấy cũng nghĩ ngăn cản ta. Đa Gia Phật từ tốn nói. Lăng Hàn cười ha ha, nếu chỉ dùng 50 đạo quy tắc bát tinh là có thể đối kháng chuẩn đế, như vậy hắn quá ngây thơ rồi. Hắn bắt đầu tăng lực, mặc dù rời toàn bộ vị diện ra khỏi người, đã mất đi tín ngưỡng lực tăng thêm, nhưng thân thể nhận được tự do chân chính, từ phương diện này có thể thấy được, chiến lực của hắn có tăng lên. Từ chỉnh thể mà nói, chiến lực của hắn phải suy yếu một chút, nhưng suy nghĩ vì lâu dài, làm vậy cũng đáng giá. Lăng Hàn vận chuyển năng lượng hủy diệt, oanh, hắn xoát ra từng quyền, lực phá hoại đường cũng tăng vọt. Dù mạnh như chuẩn đế cũng không dám lấy nhục thân ngăn cản năng lượng hủy diệt, cho nên, Đa Gia Phật không thể không kéo dài khoảng cách, cũng dùng công kích từ xa ngăn cản năng lượng hủy diệt. Cứ như vậy, hắn tự nhiên an toàn, nhưng mà cũng giảm bớt áp lực cho Lăng Hàn. Cho nên, hắn không thể không tăng thêm vài phần chiến lực, như thế mới có thể bảo trì áp chế với Lăng Hàn. Tiểu tử này thật không hổ là vạn cổ đệ nhất thiên tài. Tiền Dưỡng Hạo cùng Hạ Hậu Bình đều gật đầu, bọn họ rất tán thưởng Lăng Hàn. Bọn họ đều từ thánh nhân đi tới, hiện tại cũng bước vào chuẩn đế, biết chiến lược rõ thánh nhân là như thế nào, sẽ kém chuẩn đế bao nhiêu. Chính vì như thế, bọn họ mới có thể kinh hãi như thế, chiến lực Lăng Hàn khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, khi Đa Gia Phật tăng thêm thực lực, Lăng Hàn lại lâm vào khổ chiến, hắn đang ở biên giới sẽ thua. Chuyện này tự nhiên là Đa Gia Phật cố ý gây nên, hắn muốn tính toán chiến lực của Lăng Hàn. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn vận chuyển đại đạo quang, oanh, chiến lực của hắn lại tăng lên thật lớn. Hiện tại, phần lớn đế thuật đã vô dụng với hắn, hắn đã đi ra con đường của mình, một chiêu một thức đều ẩn chứa ảo diệu vô tận, thậm chí, hắn còn nhòm ngó vết tích đại đạo, trong khi xuất thủ còn mang theo vận vị thiên địa đại đạo. Đa Gia Phật kinh dị kêu lên một tiếng, hắn từ trước tới nay chưa nhìn thấy qua đại đạo quang công kích, cho nên hắn lấy làm kinh hãi. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Đa Gia Phật tăng cường công kích lần nữa, hắn vẫn áp chế Lăng Hàn gắt gao. Mặc dù Lăng Hàn còn có át chủ bài, ví dụ như thánh hỏa, ví dụ như hỗn độn cực lôi tháp, nhưng mà thánh hỏa dùng để liều mạng, hỗn độn cực lôi tháp thì là vật ngoài thân, cũng không phải bản thân cường đại, tự nhiên không thích hợp dùng đến. Lăng Hàn tái chiến một lúc, sau đó hắn chủ động nhận thua. Người bây giờ nắm giữ 50 đạo quy tắc bát tinh. Sau khi nhìn thấu Lăng Hàn, ba vị chuẩn đế đều khiếp sợ không thôi. 50 đạo, thật là đáng sợ. Phải biết, Lăng Hàn hiện tại chỉ là thánh nhân tam tinh. Như vậy cực hạn là gì? Từ chiến lực của ngươi hiện tại mà suy tính, có lẽ thời điểm nắm giữ 70 đạo quy tắc bát tinh là nắm giữ chiến lực chuẩn đế. Đa Gia Phật nói, Lăng Hàn gật đầu, cho nên mới nói chuẩn đế cường đại. Thánh nhân, cho dù là con của đại đế, bọn họ có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng đột phá tới thánh nhân cửu tinh cũng chỉ nắm giữ 30 đạo quy tắc bát tinh, khoảng cách 70 đạo còn quá xa xôi. Hơn nữa, không có đại đạo quang, năng lượng hủy diệt, cho dù thật nắm giữ 70 đạo quy tắc bát tinh cũng không cách nào ngang hàng với chuẩn đế. Chuyện này cũng chứng minh chuẩn đế cường đại. Lăng Hàn thì sao, dù không có vật chất thủy nguyên, sau khi thân thể hắn tịch diệt 4 lần, hắn nắm giữ 70 đạo quy tắc bát tinh vẫn dễ dàng. Vạn cổ mạnh nhất thánh nhân, danh xứng với thực. Chương 5211, cửu môn đồ lại xuất hiện. Đi qua một trận chiến này, Lăng Hàn cũng hiểu rõ về thực lực của bản thân. Mà ba vị chuẩn đế cũng không bảo tồn, bọn họ tự thuật kinh nghiệm đột phá chuẩn đế. Thứ này tuyệt đối là vạn kim khó cầu. Mặc dù chuẩn đế còn mang theo chữ chuẩn, nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ lịch sử, trong lịch sử cũng không có bao nhiêu người như thế. Con đường tấn cấp quá khó khăn. Hiện tại, những kinh nghiệm này trợ giúp Lăng Hàn rất lớn. Lăng Hàn sẽ không đi con đường tương tự ba vị này, nhưng mà, hắn có thể tránh con đường rẽ của ba vị chuẩn đế, chuyện này có thể giúp hắn tiết kiệm vô số thời gian. Trên thực tế, chuẩn đế cũng có phân chia chiến lược mạnh yếu, nhưng mà, nguyên nhân từ xưa tới nay, người có thể thành chuẩn đế quá ít, cho nên, chuẩn đế không có phân chia tiểu cảnh giới rõ ràng, mà không giống thánh nhân có phân biệt từ nhất tinh tới cửu tinh. Theo ba vị Đa Gia Phật có thực lực mạnh nhất, nhưng không mạnh hơn hai người Tiền Dưỡng Hạo quá nhiều, đây là một loại trực giác, không cần so với nhau, bọn họ đều tự hiểu rõ trong lòng. Nhưng thật sự đánh nhau sinh tử, mạnh yếu không phải là mấu chốt của vấn đề. Nguyên nhân cấp bậc này chiến đấu quá ác liệt, một ít phản ứng nhanh hay chậm đều có kết quả khác nhau. Vẫn câu nói kia, người có thể thành đế, ai yếu hơn người khác. Chuẩn đế cũng như thế, sau đó như thế nào? Trở về càn quét âm hồn, Lăng Hàn lắc đầu, lần này đi ít nhất phải mất thời gian 200 năm, lại trở về chính là 400 năm, hắn có nhiều thời gian lãng phí như vậy sao? Lại nói, không thành đế, hắn trở về làm gì, gặp được tuyệt địa chi chủ vẫn phải chạy trốn. Cho nên, còn không bằng ngay lịch luyện tại nơi này. Như vậy, lại tiến vào vực sâu nguyên thủy, chuyện này là lựa chọn duy nhất, bằng không thì ở nơi nơi hắc ám và mênh mông này làm gì. Chỉ có ba tinh cầu mà thôi, còn không có đợi Lăng Hàn tiến vào vực sâu nguyên thủy, đã thấy Đinh Thụ, Tỉnh Hạo Nhiên và Thủy Thanh Xưởng trở về. Bọn họ rốt cuộc thành công, có thể thân nạp tinh cầu. Đây là một tin tức tốt, sau khi ba vị Đa Gia Phật biết được, bọn họ quyết định không ngại cực khổ đi thêm vài chuyến, mang theo ba người Đinh Thụ mang nhiều tinh cầu tới đây. Với vũ trụ to lớn, âm phủ muốn xâm lấn đến nơi đây, cần thời gian rất lâu, nhưng mà, toàn bộ vũ trụ có 99% tinh cầu tập trung ở khu vực 1/1000, thậm chí 1/100.000 của vũ trụ. Cho nên, nếu lấy tinh cầu mà nói, dương gian đã bị công hãm. Việc này không nên chậm trễ, ba vị Đa Gia Phật phân biệt mang theo một người rời đi. Sau đó trong mấy ngàn, đoán chừng ba vị này sẽ làm rất nhiều việc. Lăng Hàn nghĩ, hắn quyết định lại vào vực sâu nguyên thủy. Chỉ có vật chất thủy nguyên mới có thể giúp hắn gia tăng tu vi nhanh chóng, cũng chỉ có thứ này mới giúp Lăng Hàn đạt tới thân nạp 99 đạo quy tắc bát tinh. Lại có thêm 20 đạo quy tắc, hắn sẽ có chiến lực chuẩn đế. Chuyện này càng làm Lăng Hàn sinh ra động lực, chờ hắn đạt tới một bước này, khi đó hắn nhất định trở thành thánh nhân mạnh nhất. có thể địch chuẩn đế. Hầu Ca, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đều xuất phát, bọn họ theo Lăng Hàn tiến vào vực sâu nguyên thủy. Về phần nữ hoàng, hổ nữ có mục tiêu là khu vực bên ngoài vực sâu nguyên thủy, bọn họ sẽ thử thời vận, có thể tìm được vật chất thủy nguyên hay không. Thương lượng thỏa đáng, mọi người xuất phát, mọi người đi lại cẩn thận, dù ở khu vực bên ngoài, trừ Lăng Hàn ra, vẫn là không ai có thể chủ quan, bởi vì một tia sáng động tí sẽ nổ tung, thậm chí sẽ làm bọn họ tử vong. Sau đó, Lăng Hàn cùng nữ hoàng chia nhau ra, thiên địa phong bạo kéo dài không ngừng, bỏ ra thời gian 7 năm, đám người Lăng Hàn cũng đi tới thành Chân Long. Tâm tình của Tiểu Thanh Long phức tạp nhất, Chân Long Đại Đế nơi này tuyệt đối không phải phụ thân của hắn, nhưng khẳng định có quan hệ cực sâu với Chân Long nhất mạch, từ đó làm hắn xoắn xuýt, vô cùng muốn phát hiện thân phận chân chính của Chân Long Đại Đế. Bốn người Lăng Hàn vào thành, nhưng mà, vừa đi vào thành thì bọn họ biến sắc. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ từ trong lời nói của mọi người, cửu đại môn đồ của Chân Long Đại Đế còn sống. Bốn người có thể không kinh hãi hay sao? Cửu đại môn đồ của Chân Long Đại Đế đều chết trong tay Lăng Hàn hoặc bởi vì Lăng Hàn mà chết, cho nên Lăng Hàn rất rõ ràng. Hiện tại có người nói cho hắn biết, cửu đại môn đồ còn sống. Đang đùa sao, nhưng người khác lại không biết bọn họ tới, tại sao phải lừa bọn họ? Việc này có gì đó quái lạ, phi thường cổ quái, có thể Chân Long Đại Đế lại thu chín đồ đệ. Cũng có khả năng như thế, dù sao bọn họ ở bên ngoài vài năm, ở bên trong vực sâu nguyên thủy đã qua mấy trăm năm. Thế nhưng mà, hiệu suất của vị Chân Long Đại Đế này quá cao, mấy trăm năm đã thu 9 tên đệ tử. Theo lý mà nói, đạt tới đế cấp, thu đồ là việc rất cẩn thận, mấy vạn năm mới thu được một đệ tử như ý cũng không có gì lạ. Hiện tại mấy trăm năm đã thu 9 người, cần như thế không, chuyện này đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Đám người Lăng Hàn xuất động, bọn họ phân biệt đi tìm hiểu nơi ở của 9 tên môn đồ. Với lực lượng thánh cấp của bọn họ, hoàn toàn có thể làm kín không kẽ hở. Bởi vậy, sau khi hết ngày, mỗi người quay lại và tìm hiểu rõ vị trí của 9 tên môn đồ. Đầu tiên đi tới nhà nào? Lăng Hàn nghĩ, Cửu Vương, lúc trước hắn giả mạo Cửu Vương, đây chính là duyên phận. Bốn người xuất động, sau đó nhanh chóng đi tới trước phủ đệ của Cửu Vương. Đương nhiên, mặc dù nói là phủ đệ nhưng lại vô cùng đơn sơ, ở bên trong vực sâu nguyên thủy chỉ có phong cách đơn giản, mộc mạc. Thậm chí nơi này không có tội tớ, ở bên trong vực sâu nguyên thủy, người rất ít ỏi, cũng là một loại tài nguyên chân quý, cũng được đưa đi đào quáng. Cũng tốt, cho nên Lăng Hàn có thể giảm bớt một ít tay chân. Nhưng mà, phủ đệ đơn sơ thì đơn sơ, nó vẫn chiếm diện tích rất lớn, bởi vậy, bốn người Lăng Hàn bỏ ra chút thời gian tìm ra vị trí của Cửu Vương, dù sao đối phương là thánh nhân, bọn họ cũng không thể làm càn. Ồ, khi bọn họ đi tới trước phòng của Cửu Vương, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bên trong phát ra khí tức cấp bậc bán thánh. Bốn người nhìn nhau, quả nhiên, Chân Long Đại Đế lại thu 9 đệ tử, cho nên cần bắt đầu bồi dưỡng từ đầu. Vật chất thủy nguyên, Lăng Hàn cảm ứng một phen, hắn cảm thấy trái tim đập mạnh. Hắn len lén nhìn quanh, chỉ thấy trong phòng có một người đang tu luyện, trong tay cầm một gốc tiên dược, thứ này tỏa ra khí tức đặc thù của vật chất thủy nguyên. Mẹ nó, thật xa xỉ, thế mà dùng vật chất thủy nguyên tu luyện. Bởi vì chuyện này nên tu vi Cửu Vương vẫn còn tương đối yếu, không thể bước vào thánh cấp, cho nên hắn cũng không dám trực tiếp ăn tiên dược, sợ thân thể nổ tung, chỉ có thể dùng phương thức người thu hoạch một ít chất dinh dưỡng. Đối với bán thánh mà nói, chuyện này đủ giúp tu vi tinh tiến. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn gương mặt Cửu Vương, hắn há miệng thật to. Chương 5212, Cửu Vương giống nhau. Tiểu Hàn tử, người gặp quỷ. Đại Hắc Cẩu hỏi, hay là nhìn thấy mỹ nữ tắm, làm cho người trợn mắt nhìn. Tiểu Thanh Long cũng hỏi, đương nhiên, bọn họ đều dùng thần thức truyền âm hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, cũng lao thẳng vào bên trong, sát khí xung kích phát động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bán thánh có thể ngăn cản một ý niệm của hắn hay sao? Tên Cửu Vương kia lập tức hôn mê, hiu hiu hiu, Hầu Ca nhảy vào trong, đây chính là tiên dược thủy nguyên. Bọn họ nhìn tiên dược trong tay Cửu Vương, tất cả đều lộ ra vẻ tò mò. Lăng Hàn gật đầu, nhưng mà, làm ta không nhịn được xuất thủ lại không phải vì gốc tiên dược này. Tiểu tử ngươi đổi tính. Đại Hắc Cẩu lập tức kỳ quái nói, còn muốn vươn tay sờ trán Lăng Hàn. Ra, để cậu ra nhìn xem, người có bị sốt hay không. Đi, Lăng Hàn phất tay, Cửu Vương này giống như đúc Cửu Vương ta gặp lúc trước. Ba người Hầu Ca nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Phải biết, Cửu Vương trước đó đã chết rồi, có phải huynh đệ hay không? Đại Hắc Cẩu phỏng đoán nói, có lẽ Chân Long Đại Đế là người nhớ chuyện xưa, biết rõ cửu đồ đều chết, cho nên nhận đệ đệ hoặc con trai của bọn họ làm đệ tử. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi không hiểu ý ta nói là, hai người này giống nhau như đúc. ngay cả thần hồn cũng như thế sao? Hầu Ca hỏi. Lăng Hàn gật đầu. Đám người Hầu Ca hít khí lạnh, việc này thật bất khả tư nghị. Thế gian không có hai đóa hoa giống nhau, cũng không có hai linh hồn giống nhau. Tướng mạo có thể giống, thậm chí các cường giả như Lăng Hàn có thể ngụy trang thành người khác, nhưng mà, linh hồn không thể mô phỏng giống như đúc, cho dù Lăng Hàn nắm giữ diễn hồn thuật cũng có khả năng bị người cảnh giới cao hơn khám phá. Cho nên, cho dù Cửu Vương tu hành bí pháp cùng loại như diễn hồn thuật, nhưng cảnh giới Lăng Hàn cao hơn, hắn làm sao giấu giếm Lăng Hàn. Lại nói, đối phương cũng không cần thiết làm như thế. Làm gì, sợ người như Lăng Hàn giả mạo sao? Nếu thật muốn giả mạo, vì sao hắn lại là bán thánh? Hoàn toàn khó nói nổi đúng không? Cho nên, đây chính là Cửu Vương, nguyên lai là cùng một tên. Đại Hắc Cẩu nhấn mạnh một lần. Đúng thế, Lăng Hàn gật đầu, nhưng người chết, linh hồn tiến vào âm phủ, xóa đi tất cả ký ức, hoàn toàn không còn quan hệ với dương gian. Tiểu Thanh Long cướp lời nói. Lăng Hàn trầm ngâm một cái, lo lắng nói. Đây chính là vực sâu nguyên thủy. Vực sâu nguyên thủy, nơi thiên địa sinh ra, cho nên, bên ngoài có dương gian, âm phủ, nhưng ở nơi này lại là hỗn độn. Nơi này đã không phải là dương gian, cũng không phải âm phủ, nhưng vừa là dương gian, lại là âm phủ. Cho nên, người chết đều có thể trùng sinh sao? Bốn người nhìn nhau, cái gọi là trường sinh có quan hệ với chuyện này sao? Có phải Chân Long Đại Đế cũng phục sinh như thế? Đột nhiên Tiểu Thanh Long nói, đối với chuyện này, nó rất để bụng. Nếu là thế, là ai làm? Tiểu Thanh Long có thể khẳng định 100%, khi đó Chân Long đã hóa đạo. Phải biết, Đại Đế hóa đạo, linh hồn sẽ kết hợp với thiên địa, bởi vì Đại Đế quá mạnh, không có khả năng tiến vào âm phủ. Đã như vậy, chẳng lẽ có ai cướp đoạt linh hồn Chân Long trong tay thiên địa đại đạo hay sao? Nếu thật mạnh như thế, chỉ cần một ý niệm là có thể trấn áp thiên địa, còn chơi cái rắm. Lăng Hàn lấy tiên dược Thủy Nguyên Tiên đi, sau đó chờ Cửu Vương tỉnh lại. Cửu Vương mơ mơ màng màng tỉnh lại, thời điểm nhìn thấy bốn gương mặt xa lạ thì hắn giật mình, vội vàng nói. Các ngươi là ai? Hắn còn muốn phát ra thần thức chấn động cảnh báo, nhưng tu vi bị Lăng Hàn giam cầm hoàn toàn, tự nhiên không có khả năng phát ra bên ngoài. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Tiểu Cửu, ngươi biết ta không? Ngươi là ai? Cửu Vương nhìn Lăng Hàn, vẻ mặt mờ mịt. Đây không phải ngụy trang ra, mà là thật không biết. Nếu không, hắn bị Lăng Hàn thất thủ giết chết, hắn làm sao có thể không bộc lộ chút oán niệm nào. Được rồi, Lăng Hàn vươn tay, hắn đặt tay lên trán Cửu Vương, trực tiếp siêu hồn. Cửu Vương hôn mê lần nữa. Một lát sau, Lăng Hàn thu tay về, hắn rất ngạc nhiên. Hắn phát hiện, ký ức của Cửu Vương chỉ có thời gian vài trăm năm, hắn vẫn tu hành trong thành Chân Long, về sau thì bị Chân Long Đại Đế thu làm môn đồ, cả cuộc đời chỉ vượt qua trong tu luyện. Chuyện này, không hề có điểm nào không hài hòa, nhưng cũng đầy cổ quái. Thực sự có người trùng sinh Cửu Vương, nhưng cũng không phải là trực tiếp sống lại, mà là bắt đầu từ hài nhi. Không đúng, trong trí nhớ của Cửu Vương không có tuổi thơ, muốn nói không nhớ ra chuyện lúc nhỏ thì dễ hiểu, nhưng mà, chỉ có ký ức lúc trưởng thành, người cảm thấy có quỷ dị hay không? Đột nhiên sắc mặt Lăng Hàn biến thành cổ quái, hỏi. Các ngươi gặp qua đứa trẻ nào trong thành không? Không có, Hầu Ca bọn họ đều lắc đầu, cũng không hiểu tại sao Lăng Hàn hỏi chuyện này. Trong trí nhớ của Cửu Vương không có bất cứ hình ảnh tuổi thơ nào. Lăng Hàn nói, đám người Hầu Ca thông minh cỡ nào, lập tức hiểu vì cái gì Lăng Hàn hỏi như vậy. Tòa thành này căn bản không phải phát triển tự nhiên, mỗi người đều là khôi lỗi. Không có tuổi thơ, sáng tạo ra một người trưởng thành, vận mệnh của mỗi người không giống nhau, có thành môn đồ đại đế, có thành hộ vệ thánh cấp, có người là khổ công đào quáng. Chờ một chút, đột nhiên Đại Hắc Cẩu ra hiệu mọi người không nên nói. Các ngươi nói, có phải vị Chân Long Đại Đế này cũng giống như thế hay không? Thời điểm nó nói ra câu này, nó còn nhìn Tiểu Thanh Long một chút, dù sao gia hỏa này rất mẫn cảm. Rất có thể, Lăng Hàn gật gật đầu, Tiểu Thanh Long vô cùng khẳng định cùng xác định, Chân Long tuyệt đối đã hóa đạo, mà sự thật cũng chứng minh, vị Chân Long Đại Đế này có chiến lực không bằng Đại Đế bình thường. Cho nên, nếu như vị Đại Đế này thật sự được sáng tạo ra, vậy thì có thể giải thích. Sáng tạo ra, vậy khẳng định không bằng bản thân mình tu luyện. Nhưng mà, chuyện này cũng rất khủng khiếp, Đại Đế có thể được sáng tạo ra. Cho dù Đại Đế yếu nhất cũng có thể nghiền ép cửu thiên thập địa, mạnh đến mức đáng sợ. Bên trong vực sâu nguyên thủy có tới 36 thần thú Đại Đế. Đúng, đều là như vậy sao? Lăng Hàn không nghĩ tới hình ảnh trong lông vũ Thanh Loan, một thần thú không biết tên xuất hiện trong thần thú mộ địa. Việc này nhất định có liên quan, nhưng cụ thể là cái gì? Lăng Hàn nhức đầu, hắn nắm giữ tư liệu không nhiều, thật là khó mà suy đoán. Hơn nữa, chân tướng chuyện này có khả năng kinh thiên động địa. Vô Nhai Đại Đế nói, bên trong vực sâu nguyên thủy có nguy cơ đáng sợ, có thể uy hiếp thiên địa tồn vong, có thể có liên quan tới việc này hay không? Thực lực không đủ, Lăng Hàn nói từ đáy lòng, nếu không, hắn hoàn toàn có thể đi một mạch sông vào tiến sâu trong vực sâu nguyên thủy, cũng hỏi thăm Vô Nhai Đại Đế rõ ràng. Chương 5213, người nhận lầm người. Bốn người Lăng Hàn tiếp tục xuất động, phân biệt đi tới vị trí của 8 môn đồ khác. Quả nhiên, tu vi bọn họ không phải bán thánh thì chính là thánh nhân nhất tinh, nhị tinh, sau khi bị. Đã có người luyện hóa tiên dược thủy nguyên, có người không có, bốn người Lăng Hàn không khách khí thu các tiên dược thủy nguyên. Lăng Hàn trói toàn bộ cửu đại môn đồ lại, ngược lại hắn muốn xem có thể lại sáng tạo ra cửu môn đồ hay không. Lui, bọn họ ra khỏi thành, Lăng Hàn bắt đầu luyện hóa tiên dược. Bọn họ nhận được 4 gốc tiên dược thủy nguyên, hiện tại đều giao cho Lăng Hàn. Đám người Đại Hắc Cẩu cũng đều biết, chỉ có mau chóng tăng tu vi Lăng Hàn lên, bọn họ mới có thể đối kháng tuyệt địa, chính thức có được quyền lực sinh tồn. Lăng Hàn cũng không khách khí, đều là người một nhà, không nhất thiết phải khách khí. Nhưng cảnh giới càng cao, tiêu hao vật chất thủy nguyên cũng càng lớn, hơn nữa, Lăng Hàn phát hiện, mặc dù là tiên dược thủy nguyên nhưng hàm lượng vật chất thủy nguyên cũng không cao, 4 cây gộp còn không bằng gốc đầu tiên hắn nhận được. Còn tốt, sau khi hắn luyện hóa 4 gốc, hắn thân nạp quy tắc cũng đạt tới 54 đạo. Trong tình huống thân thể chỉ tịch diệt 3 lần, hắn có thể lấy được thành tựu như thế, chuyện này hết sức kinh người. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, Lăng Hàn thì thào, khoảng cách chiến lược chuẩn đế càng ngày càng gần. Bọn họ cũng là kẻ tài cao gan lớn, lại trở về thành Chân Long, muốn biết có thể nhìn thấy 9 môn đồ xuất hiện hay không. Kết quả, không có, là bởi vì người không chết hay thời gian quá ngắn. Càng làm cho đám người Lăng Hàn kinh ngạc chính là, mặc dù cửu môn đồ mất tích, Chân Long Đại Đế không có phản ứng, dường như hắn đang bế quan. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Nếu như đám người Lăng Hàn biết rõ, trước đó Chân Long Đại Đế bị Xâm La Đại Đế oanh sát, hiện tại hắn cũng có thể phán đoán, có thể Đại Đế cũng vừa bị sáng tạo ra, đang cần rất nhiều thời gian trở lại đế cấp hay không. Đáng tiếc, khi đó bọn họ chỉ lo trốn, cho dù là Thanh Loan Đại Đế, Xâm La Đại Đế đều khó có khả năng cố ý thông chi bọn họ đúng hay không. Nhưng mà, thành Chân Long có một khách không mời mà tới. Mạc Tử Vân, tại sao nàng tới đây? Đúng rồi, nàng bị Lăng Hàn hãm hại, tự nhiên phải chạy tới thành Chân Long tìm người. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, sau khi nàng chạy tới đây, lại phát hiện Cửu Vương lại mất tích, trong nội tâm nàng sẽ có suy nghĩ thế nào? Nàng đương nhiên cho rằng người trong thành đang gạt mình, bởi vậy, ngựa nhớ chuồng không đi, nhất định sẽ tìm một lời giải thích. Ách, đây là chính mình tạo nghiệt, Tiểu Hàn tử, xem ra đây là bút tích của ngươi. Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Lăng Hàn chính nghĩa nói hưu nói vượn, nhưng mà, Mạc Tử Vân lại đột nhiên rời đi, đi được rất vội vàng. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn hiếu kỳ, với hiểu biết của hắn về Mạc Tử Vân, đối phương là người dễ dàng từ bỏ hay sao? Đi, chúng ta đuổi kịp, bốn người Lăng Hàn theo sau lưng Mạc Tử Vân, nếu như chỉ có đám người Hầu Ca, như vậy nhất định sẽ bị Mạc Tử Vân phát hiện, dù sao thực lực Mạc Tử Vân còn trên bọn họ. Nhưng mà, có Lăng Hàn thì khác. Thực lực của hắn bây giờ càng ngày càng tiếp cận chuẩn đế, nếu không muốn Mạc Tử Vân phát hiện, đối phương thật sự không phát hiện ra được. Nguyên nhân khí trời tốt, sau mười mấy ngày bọn họ đã đi tới thành Thanh Loan, sau đó cũng không thấy chờ đợi cái gì, lại thấy được Mạc Tử Vân ra khỏi thành. Lần này, nàng không phải đi một mình, mà là còn mang theo các môn đồ Thanh Loan Đại Đế khác. Tổng cộng 8 người, xem ra, bọn họ đang hành động gì đó. Tiểu Thanh Long nói, không quản là hành động gì, có lẽ không phải chuyện tốt. Đại Hắc Cẩu nói, đi, chúng ta đi ngăn cản bọn họ. Lăng Hàn khoát tay áo, không vội, chúng ta nên xem bọn họ muốn làm gì. 4 người theo sau, 8 người trước mặt vẫn tiến lên phía trước. Trong thời gian này, vận khí của bọn họ không tốt, liên tiếp gặp được thiên địa phong bạo, làm hại Lăng Hàn suýt nữa mất dấu. Còn tốt, mấy lần không gặp người lại đuổi theo, cuối cùng vẫn khống chế được tràng diện. Một chuyến này đi mất 7 năm, rốt cục đi tới nơi cần tới. Kỳ thật, chân chính dùng thời gian đi đường lại không dài, nhưng mà, thiên địa phong bạo quá mức đáng sợ, gặp được thì phải trốn, có đôi khi còn phải đi vòng, thậm chí bị ép cải biến lộ tuyến, điều này cũng làm bọn họ mất nhiều thời gian hơn. Đám người Mạc Tử Vân đi tới một cái hồ, chuyện này càng làm Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn tiến vào vực sâu nguyên thủy chưa gặp qua hồ nước. Hồ này không lớn, chỗ rộng nhất chỉ 10 dặm, nơi hẹp nhất là 2 dặm, nước hồ đen như mực, cũng không biết đó là chất lỏng gì. Nước hồ cũng không phải rung động bình thường, mà là xoay tròn chậm rãi, tạo thành 2 lỗ thủng như con mắt, một cái dọc theo chiều kim đồng hồ, một cái khác là ngược kim đồng hồ, 10 phần quỷ dị. Cũng không phải chỉ có đoàn người Mạc Tử Vân tới đây, còn có 4 chi đội ngũ khác, Lăng Hàn lập tức nhận ra được, đây chính là môn đồ đại đế tham gia thi đấu lần trước. À, nhiều môn đồ đại đế chạy đến nơi đây, là vì cái gì? Lăng Hàn tin tưởng, các môn đồ đại đế khác cũng tới, đây chỉ là vấn đề trước sau. Quả nhiên, mấy tháng sau, lại có 3 đội ngũ khác chạy tới, tổng cộng 8 chi đội ngũ. Hiển nhiên, nếu không phải môn hạ Chân Long Đại Đế bị Lăng Hàn bắt gọn, nơi này sẽ có 9 đội ngũ. Không biết bọn họ đang mưu đồ cái gì? Đại Hắc Cẩu hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy không thôi. Lăng Hàn cười nói, ngươi có biện pháp? Đại Hắc Cẩu hỏi, đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàn chuyện đương nhiên đạo, a, như thế cũng được. Đương nhiên, ngươi liền nói, ngươi là môn hạ mới của Chân Long Đại Đế. Lăng Hàn nói, ngược lại hắn biết rõ đám người Mạc Tử Vân biết 8 môn đồ kia đã chết, chỉ còn lại có một cửu vương. Cho nên, chuyện này không dễ giả mạo hay sao? Đại Hắc Cẩu lập tức hăng hái. Vậy ngươi giao bạch ngân cho cẩu ra. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu trao đổi chiến giáp, thời điểm Đại Hắc Cẩu mặc chiến giáp vẫn không quên cởi đồ lót sắt ra, sau đó lại đeo bên ngoài, Lăng Hàn có xúc động đánh người. Đây là con đường tiện thánh thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không quay đầu sao? Chúng tiểu nhân, đi cùng cẩu ra. Đại Hắc Cẩu tiến lên phía trước, hai tay chắp sau lưng, nó nghênh ngang đi về hồ nước. 4 người vừa đi tới, đám người Mạc Tử Vân đã chú ý tới và nhìn theo. À, 4 người này là ai? Tổ hợp kỳ quái, mặc dù mặc chiến giáp, bọn họ vẫn thấy rõ chỉ có một người, sau đó chính là chó, khỉ. Còn có một con thằn lằn, ngươi là... Mạc Tử Vân lập tức nhìn chăm chú vào Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người này cho nàng cảm giác quen thuộc. Ta không phải, Lăng Hàn vội vàng lắc đầu. Ngươi nhận lầm người, chương 5214, Hồ Ma Tinh. Khốn kiếp, ta còn không có nói ngươi là ai, làm sao ngươi biết ta nhận lầm? Mạc Tử Vân vô cùng hoài nghi, vẻ mặt và ngữ khí như vậy, tại sao giống gia hỏa không chịu trách nhiệm kia? Nàng đang hoài nghi, những người khác lại nhìn vào Đại Hắc Cẩu, dù sao, hắn mới là kẻ thân mang bạch ngân chiến giáp. Trong vực sâu nguyên thủy, chủng loại chiến giáp sẽ đại biểu thân phận. Môn đồ đại đế, ở chỗ này đã có 8 chi đội ngũ môn đồ đại đế, cho nên, 4 người này khẳng định thuộc về Chân Long Thành. T, Chân Long Đại Đế lúc nào có khẩu vị nặng như vậy, thế mà thu chó làm môn đồ. Môn hạ Chân Long Đại Đế, An Hà Minh hỏi, mặc dù tất cả mọi người đều biết đây là sự thật. Không sai, Đại Hắc Cẩu ngẩng đầu ưỡn ngực, cẩu gia chính là đại đệ tử của Chân Long Đại Đế, Hắc Sát Cẩu Vương. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, môn đồ đại đế xưng là vương cũng bình thường, mà gia hỏa này là chó, được xưng là cẩu vương cũng đúng, nhưng nói ra trong miệng của nó, vì cái gì mọi người có cảm giác muốn đánh. Ánh mắt của bọn họ đánh giá đồ lót sắt của Đại Hắc Cẩu, không có cách, thứ này quá chói mắt. Các ngươi, đừng nghĩ cướp bảo bối của cẩu gia. Đại Hắc Cẩu lập tức cảnh cáo, chúng ta không có hứng thú như vậy. Mọi người lập tức nói ra, thậm chí còn cảm thấy buồn bực xấu hổ. Trời ạ, khẩu vị của bọn họ phải nặng cỡ nào mới có thể đi đoạt một cái chó đồ lót. Nhà ngươi lão cửu đâu? Mạc Tử Vân lấy lại tinh thần, nàng hỏi Đại Hắc Cẩu. A, lão cửu, đôi mắt Đại Hắc Cẩu đảo một vòng, nó lập tức ăn nói lung tung. Ngươi chính là Mạc Ngư Tử sao? Lão cửu nhà ta nói, hắn từ nhỏ đã có một người yêu thanh mai trúc mã, cho nên chỉ có thể phụ lòng thâm tình của ngươi một phen. Vừa nói ra lời này, nó lập tức hấp dẫn thù hận, chỉ thấy mọi người đều là trợn mắt nhìn hắn. Đại Hắc Cẩu giật nảy mình, nó vội vàng che đồ lót, trên mặt đầy hoảng sợ. Quả nhiên các người muốn cướp bảo bối của cẩu gia. Mọi người nhất thời im lặng, sau đó lại phát điên, tại sao đại đế lại thu gia hỏa này chứ? Dạng tiện cẩu này lại bị đại đế thu làm môn đồ, còn là thủ đồ. Có thể thành Chân Long biết được mình có một chi đội ngũ như thế, chỉ sợ bọn họ cũng không tin nổi. Được rồi, không nên lãng phí thời gian, An Hà Minh vội vàng nói, bởi vì hắn nhìn thấy Lạc Dịch Tinh Hiểu há miệng muốn nói. Gia hỏa này rất tích cực, một khi để hắn nói chuyện thì còn đến đâu. Hiển nhiên, sức chiến đấu của đầu Đại Hắc Cẩu này cũng không yếu. Hồ Ma Tinh xuất hiện ma nhãn, nhiều nhất 1 năm là chúng ta có thể tiến vào. Hắn nói, 4 người Lăng Hàn không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì nói thầm, thì ra nơi này gọi là Hồ Ma Tinh, mà vòng xoáy là ma nhãn. Mục đích của bọn họ là đáy Hồ Ma Tinh, nơi đó có cái gì? Trực tiếp đào hang xuống đáy hồ, quá ngây thơ. Không biết mặt đất nơi này kiên cố cỡ nào hay sao? Thánh nhân đánh một kích cũng không lưu lại vết tích gì. Trừ phi Lăng Hàn xuất thủ, đại đạo quang cùng năng lượng hủy diệt cùng phát huy, khi đó hắn nắm giữ lực phá hoại còn mạnh hơn cả đế binh. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không biết dưới đường đáy hồ sẽ có biến hóa như thế nào, cho nên, hiện tại hắn phải án binh bất động. Một đám người ở lại nơi này, may mắn, khu vực dưới hồ nước không có địa phong bạo nhưng bản thân nó cũng đã ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Mặc dù Lăng Hàn không có xuống hồ nhưng hắn cảm thấy nước hồ tràn ngập lực phá hoại, tuyệt đối không thể tùy tiện đụng chạm. Cho nên, dù người nơi này đều là thánh nhân cũng chỉ có thể đứng xem, không có người nào dám xuống hồ. Xem vòng xoáy này, nó càng chuyển càng nhanh, càng chuyển xu thế càng lớn, cứ theo đà này, đáy hồ sẽ hiện ra nhanh thôi. Bọn họ đang chờ đáy hồ hiện ra, nguyên nhân phải chờ, mọi người đều đóng quân bên hồ, Mạc Tử Vân là nữ thần trong suy nghĩ của mọi người, hiện tại cửu vương của thành Chân Long không có mặt, đây chính là cơ hội rất tốt. Những người này cả ngày vòng quanh Mạc Tử Vân, làm cho nàng cảm thấy phiền phức, tự nhiên cũng không rảnh lại đi tìm Lăng Hàn, chứng minh hoài nghi trong lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỉ thấy hai vòng xoáy trong hồ Ma Tinh càng lúc càng lớn, vào một ngày nào đó, đáy hồ hiện ra. Quy củ cũ, chúng ta rút thăm để định, người nào tiến vào mắt trái, người nào tiến vào mắt phải. An Hà Minh nói, được, mọi người bắt đầu rút thăm, chỉ chốc lát sau, rút thăm xong, Lăng Hàn rút được mắt trái, ba người Hầu Ca tiến vào mắt phải. Bốn người dùng thần thức truyền âm thương lượng một chút, đã đạt thành chung nhận thức, trước theo vào, nhìn xem bên trong hồ Ma Tinh có đồ vật gì. Bọn họ cũng không hỏi, hiển nhiên, hỏi một chút khẳng định sẽ lòi ra vấn đề, đầu tiên phải lên đường trước đã. Sau khi rút thăm kết thúc, bọn họ liền chia hai nhóm, phân biệt tiến vào trong hồ. Hiu hiu hiu, lần này tất cả mọi người không do dự, từng người tiến vào trong vòng xoáy. Trong đám người, Lăng Hàn lộ rất bắt mắt, nguyên nhân chỉ có hắn mặc thanh đồng chiến giáp. Chuyện này làm vài người xem thường, thậm chí có cảm giác bất mãn và ô nhục. Chỉ là hộ vệ lại có thể đi theo bọn họ, nhưng mà, bọn họ tạm thời cũng không có phát tác. Đoàn người đi vào đáy hồ, chỉ thấy nơi này lại có một cái động, đen thấm, không biết sâu bao nhiêu. Bọn họ tiến vào trong động, Lăng Hàn cứ đi theo là được, qua thật lâu, đột nhiên phía trước sáng lên. Nơi này chính là lòng đất, có điều xuất hiện một động quật cực lớn cao tới ngàn trượng, còn lớn không biết bao nhiêu. Lăng Hàn hiếu kỳ, nơi này cất giấu thứ gì? Vì cái gì lại có hai ma nhãn? Không có người giải thích cho Lăng Hàn biết, cho dù hắn hỏi cũng không ai trả lời, hắn chỉ là hộ vệ mà thôi, có nhiều câu hỏi như vậy làm gì? Biết tôn ti hay không? Bọn họ chỉ tiến lên, sau khi tiếp cận một đoạn, phía trước xuất hiện một gốc cây già chết héo, nhưng mà, trên cây còn có dây leo màu tím, nhưng mà, gốc dây leo này sắp chết, đã không có khí tức sinh mệnh lưu truyền. Nhưng mà thứ này do tuyệt địa thai ngén ra, như vậy tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đáng tiếc, sắp chết, Lăng Hàn cảm ứng được, trên dây leo tỏa ra khí tức vật chất thủy nguyên nhưng mà quá yếu ớt. Đi dọc theo con đường này tới đây, mục đích chính là vì dây leo già sao? Huy động nhân lực như thế thì không đáng. Lăng Hàn không có lên tiếng, hắn không biết đây là thứ gì. Ngươi, đi lên, một người đột nhiên hướng về Lăng Hàn quát. Ta, Lăng Hàn chỉ vào mình, sau đó cười một tiếng. Vì cái gì, ngươi có tư cách nói không sao? Người kia cười lạnh nói. Chúng ta đều là môn đồ đại đế, ngươi là thứ gì? Lăng Hàn trầm ngâm một lát, nói. Ta là đại gia ngươi. Lập tức, người kia nổi giận, chỉ là một hộ vệ lại dám khiêu khích hắn. Không biết sống chết cỡ nào. Chương 5215, Phong Thủy Luân Chuyển. Các môn đồ đại đế đều lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, sát khí ẩn động. Theo bọn họ nghĩ, chỉ là một gã hộ vệ, cho dù giết thì thế nào, dám làm càn trước mặt bọn họ. Ha ha, thành Chân Long thật hiếm thấy, lúc trước có một cửu vương, hiện tại có kẻ không biết tôn ti như ngươi. Tên môn đồ đại đế lúc trước lạnh lùng nói, hắn gọi là Quách Minh, là môn đồ thứ 6 của thành Chu Yếm. Lăng Hàn khó chịu, biết nói tiếng người không, còn dám phách lối, tất cả mọi người kinh ngạc, gia hỏa này không có đầu óc sao? Chỉ là hộ vệ, dựa vào cái gì mạnh miệng với môn đồ đại đế? Hay cũng không phải hộ vệ của cửu vương thành Chân Long, cho dù cửu vương quét ngang thánh nhân cảnh, bọn họ sẽ nhìn hộ vệ hung hăng càn quấy hay sao? Hừ, dám bất kính với chúng ta, là người tự ăn ác quả. Quách Minh nói, hắn vươn tay bắt lấy Lăng Hàn, hắn muốn ném Lăng Hàn lên gốc dây leo khô kia. Lăng Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, khốn kiếp, muốn ẩn danh cũng không được. Vì cái gì hắn luôn bị người ta phá rối khi đang ẩn danh hay giả mạo kẻ khác? Người xem, lần này hắn không phải rất điệu thấp sao, cũng không có chủ động gây sự. Chẳng lẽ ta rất chói mắt, hắn thì thào nói, lúc này, bàn tay của Quách Minh đã đánh tới, nhưng khi hắn muốn ném Lăng Hàn thì lại lúng túng, bởi vì hắn phát hiện Lăng Hàn không nhúc nhích tí nào, căn bản không bị xách lên nổi. Tại sao, Quách Minh sửng sốt một chút, sau đó hắn phát lực nhưng không thành. Lập tức, hắn cảm thấy mặt nóng rát, người ta cũng không có hoàn thủ, chính mình lại không thể làm gì, mặt mũi còn đâu. Hắn lại vươn tay khác ra bắt lấy Lăng Hàn, sau đó hét lớn một tiếng, hắn muốn ném Lăng Hàn ra bên ngoài. Nhưng mà, vẫn là không được, Lăng Hàn vẫn đứng ở nơi đó giống như dưới chân mọc rễ. Quách Minh chấn kinh, chẳng lẽ tu vi của hộ vệ này cao hơn mình? Hắn đã là thánh nhân thất tinh, cho dù Lăng Hàn là thánh nhân cửu tinh, nhưng với thiên phú của hắn, chẳng lẽ còn không áp chế nổi sao? Ngươi nên đi thôi, Lăng Hàn xuất thủ, hắn ném thân thể Quách Minh bay ra ngoài, sau đó nặng nề đụng vào đại thụ. Trong quá trình bay đi, hắn nhìn thấy Quách Minh biến sắc, giống như nhận lấy kinh hãi to lớn, sau khi chạm vào gốc cây thì hắn muốn lao nhanh xuống đất, đáng tiếc, đã chậm. Một đạo lôi đình màu tím từ dây leo bổ xuống, lôi đình đánh trúng Quách Minh. Quách Minh muốn tránh nhưng tốc độ của lôi đình nhanh hơn hắn quá nhiều, hắn không thể làm gì. Hắn kêu la thảm thiết, toàn thân đều bốc khói, trên thân còn có mùi thịt bay ra. Lôi đình màu tím đánh xuống liên tiếp, dù trên người Quách Minh mặc bạch ngân chiến giáp tăng phòng ngự lên cực lớn cũng vô dụng, lôi đình màu tím giống như không nhìn phòng ngự, chúng trực tiếp đả kích thân thể của hắn. Sau mấy lần như thế, Quách Minh nằm trên mặt đất, trên người còn có khói bốc lên. Có 7 thành 9 sao? Lăng Hàn phán đoán, đây là phán đoán của ăn hàng chuyên nghiệp. Soát, lúc này các môn đồ đại đế khác đều nhìn sang. Ngươi là ai? An Hà Minh hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thận trọng, tất cả đều khiếp sợ không nói thành lời. Hắn phất tay ném Quách Minh ra ngoài, ném dễ dàng như ném giấy lộn, kẻ này có thực lực cường đại cỡ nào? Hộ vệ có thể mạnh như vậy sao? Lăng Hàn thở dài, nói. Các ngươi biết rõ ta ghét nhất là cái gì không? Chúng ta làm sao biết? Mặc dù trong lòng nói như vậy, nhưng An Hà Minh vẫn nén xúc động xuất thủ và hỏi. Là cái gì? Chính là người khác làm sụp đổ bố trí của ta. Lăng Hàn nhổ nước bọt và nói. Các ngươi nên hiểu ta hao tâm tổn trí suy nghĩ, che giấu thân phận tiến vào nội bộ địch nhân, kết quả lại bởi vì việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà lộ thân phận. Mẹ nó, ngươi nhổ nước bọt làm gì? An Hà Minh hừ một tiếng. Quả nhiên, ngươi là giả mạo. Không chỉ Lăng Hàn, còn có Tiện Cẩu và Hầu Tử, thằn lằn kia nữa, bọn họ đang nghĩ tại sao khẩu vị của Chân Long Đại Đế nặng như vậy, có thể thu môn đồ như thế. Lăng Hàn cười nói, nếu các ngươi làm sập bố trí của ta, ta chỉ có thể diệt khẩu tất cả các ngươi. Tâm hắn niệm khẽ động, hóa thành nguyên bản bộ dáng. Chuyện này không thể bị người ta nhận ra, dù sao hoàn toàn không giống Cửu Vương. An Hà Minh cười ha ha, ngươi cho rằng chính mình là ai? Trừ Cửu Vương yêu nghiệt vô biên ra, trên đời này còn có người thứ hai, có thể dùng sức một mình quét ngang 7 đại vương bài sao? Không có, đây là chuyện không thể nào. Bắt lấy hắn, khảo vấn lai lịch của hắn. Các môn đồ đại đế đều gật đầu, mỗi người lộ ra hung quang. Đến, Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, hắn vô cùng xem thường bọn họ. Cùng tiến lên, An Hà Minh kêu lên, thực lực của đối phương không yếu, hắn không dám xem thường. Cho nên, vì lý do an toàn nên phải liên thủ. Hiu hiu hiu. Mọi người lao ra ngoài, Lăng Hàn thở dài, hắn mất hứng thú. Trước đó, 7 đại vương bài liên thủ chiến hắn, hắn cũng giải quyết nhẹ nhõm. Hiện tại thế nào, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng nơi này chỉ có 4 tên vương bài, chẳng phải đang nói thực lực mạnh yếu càng lớn hơn trước hay sao? Lăng Hàn đưa tay, cũng không thấy tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, xuất thủ huyền diệu cỡ nào, hắn khẽ vươn tay đã bắt lấy một người, sau đó, xèo, hắn ném về phía gốc dây leo già. Lôi đình màu tím lại đánh vào người này. Lăng Hàn không tiếp tục xuất thủ, hắn chỉ né tránh, sau đó quan sát tình hình. Không lâu lắm, người kia nằm bất động trên mặt đất, mà lôi đình cũng không tiếp tục bổ hắn. Lại đến, Lăng Hàn tùy ý ném một người về phía gốc cây khô. Vẫn giống như trước, lôi đình đánh xuống, người kia kêu thảm không thôi. Hắn không quan tâm nhưng đám người An Hà Minh lại lâm vào khủng hoảng. Bị bọn họ vây công, Lăng Hàn còn có thể nhẹ nhõm như thế, có thể nói Lăng Hàn như vào chỗ không người. Đối thủ này, là ma quỷ sao, làm sao bây giờ, bọn họ nhìn nhau, trong lòng sinh ra hàn khí rất mạnh. Tế thánh khí, bọn họ vận dụng thánh khí tấn công Lăng Hàn, nhưng mà, bọn họ có thể lật ngược tình thế hay sao? Lăng Hàn đấm ra một quyền, chẳng những ánh sáng của thánh khí biến mất, ngay cả thánh khí cũng bị hủy hoại. Đây là quái vật gì? Ngươi đến là ai? Là đại đế sao? Tất cả mọi người là cảm giác lông tơ dựng đứng, trừ đại đế ra, còn có ai mạnh như thế? Lăng Hàn lắc đầu, hắn liên tục xuất thủ, hắn không ngừng ném người về phía dây leo, không ai có thể bỏ chạy. Cường đại như hắn đã có một tia uy thế chuẩn đế. Hắn cười cười và ném người về phía cây khô, thế nào, biết rõ cái gì gọi là phong thủy luân chuyển chưa? Mọi người đều im lặng, bọn họ lúc trước ép Lăng Hàn đến gần cây khô lại không có thực hiện được, người căn bản không phải người bị hại, nói phong thủy luân chuyển là thế nào. Không chỉ như thế, Lăng Hàn đánh bại nhục thể và giày vò tinh thần của bọn họ. Chuyện này người nào nha? Chương 5216, lá tử bố. Làm Lăng Hàn ném người thứ 9, uy lực của lôi đình giảm bớt. Lại ném, ném đến người thứ 14, uy lực đã nhỏ đến cực hạn, lại ném người thứ 15 thì không thấy suy yếu. Đúng lúc này, chỉ thấy một chiếc lá rơi ra khỏi dây leo, nó bay một vòng và rơi về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn lướt qua, hắn cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào phiến lá, giống như thứ này rất trọng yếu. Hắn không có chủ quan, hắn dùng thần niệm quét qua, sau đó hắn vươn tay bắt lấy phiến lá. Chuyện này làm mọi người không tự chủ nuốt nước bọt, lộ ra dáng vẻ hâm mộ vẻ ghen ghét. Lăng Hàn kinh ngạc, phiến lá này thật sự có một tia vật chất thủy nguyên, nhưng mà ít đến thương cảm, các người cần khẩn trương như vậy sao? Chẳng lẽ, nó có công dụng khác? Lăng Hàn đưa tay bắt lấy những người vừa bị ném đi vừa nãy, sau đó đánh tỉnh bọn họ. Hiện tại, ai nói cho ta biết lá cây có tác dụng gì? Lăng Hàn hỏi, hắn nhìn mọi người sau đó dừng lại trên người Lạc Dịch Tinh Hiểu, hắn cười nói. Ngươi đến trả lời, hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói. Xèo, Lạc Dịch Tinh Hiểu còn muốn mạnh miệng nhưng chưa nói xong, hắn đã bị Lăng Hàn ném ra ngoài. Bành, hắn đụng vào cây khô lại phát huy đánh ra lôi đình màu tím, làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, uy lực lại mạnh hơn lúc ban đầu. Đây là cái quỷ gì? Những người khác đều hít khí lạnh, gia hỏa này cũng quá tàn nhẫn, rõ ràng đã có lá cây còn dày vò bọn họ. Đủ rồi, thấy Lăng Hàn còn muốn đưa tay, An Hà Minh quát lớn. Ngươi đã có được lá tử bối, không cần thiết cố ý dày vò người khác như thế. Đúng thế, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Lăng Hàn làm quá mức. Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Ta cũng không phải người nơi này, ta làm sao biết lá tử bối, lá hồng bối. Khí thế của mọi người suy yếu, đúng vậy, gia hỏa này quá xa lạ, tất nhiên không phải là người nơi này, hắn làm sao biết thứ này là gì. Tốt, ta cho ngươi biết, An Hà Minh nói, nắm lấy lá tử bối này đi lên phía trước còn có 3 cây, dùng biện pháp tương tự lấy một lá, sau đó tụ hợp với đội ngũ khác là có thể mở ra mẫu đằng, tiến vào Thủy Nguyên Trì. Thủy Nguyên Trì, Lăng Hàn cảm giác tim đập mạnh, vừa nghe đã biết đây là đồ tốt. Tới, nói đến lại cụ thể một điểm, hắn nói, An Hà Minh đã nói ra nên không hề giấu giếm, hắn nói ra tin tức mình biết. Thì ra gốc dây leo già chỉ là nhánh của mẫu đằng, tổng cộng có 8 chi, phân biệt tiến vào trong 2 vòng xoáy. Trên mỗi cây có 1 lá, có thể thông qua mẫu đằng tiến vào Thủy Nguyên Trì. Sau khi ma nhãn mở ra, chính là thời điểm uy lực mẫu đằng nhỏ suy yếu nhất, nhưng thời gian chỉ có mấy ngày mà thôi. Cho nên, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian, còn phải chia binh 2 đường, nếu không, bọn họ không thể nhân thời gian suy yếu mà thu đủ 8 lá. Lúc này không chiếm được, sau này đừng mơ tưởng, mà mỗi một lần mẫu đằng sẽ chỉ rơi xuống 1 chiếc lá, tiếp theo sẽ vô cùng cuồng bại, căn bản không có cách nào khai thác phiến lá thứ 2. Lăng Hàn một cái, hắn nhìn dây leo già, hắn cảm thấy hiếu kỳ, hắn có thể ngăn cản lôi đình xung kích hay không. Hắn tiến lên phía trước, gia hỏa này điên rồi, An Hà Minh nhỏ giọng thì thào, cho dù bọn họ mặc bạch ngân chiến giáp cũng không dám đi lên cho lôi đình oan bê hát kích, sau khi dây leo cuồng bạo thì nó có thể giết người như cắt cỏ. Hắc, Lăng Hàn dừng bước và quay đầu nhìn sang An Hà Minh. Ngươi nhắc nhở rất có đạo lý, chuyện này càng làm người khác muốn đánh An Hà Minh, thật vất vả tên sát tinh này muốn tự tìm đường chết, ngươi nhắc nhở hắn làm gì. An Hà Minh cũng hối hận không thôi, đúng vậy, vì cái gì miệng hắn tiện như thế. Lăng Hàn đưa tay bắt lấy An Hà Minh, sau đó hắn ném về phía trước. Ngoá, An Hà Minh biến sắc, thì ra Lăng Hàn cũng không có bỏ suy nghĩ thử dây leo, mà hắn chính là khiên thịt. Trời ạ, hắn đang nâng tảng đá đập chân của mình sao? Hắn muốn khóc, vì cái gì chính mình miệng tiện như vậy? Hắn cũng không phải Lạc Dịch Tinh Hiểu thích biện luận kia, tại sao miệng hắn lại tiện như vậy? Lăng Hàn từ từ đến gần, tia chớp bổ xuống, An Hà Minh liền phát hiện, mình bị Lăng Hàn nâng lên ngăn cản trước người. Xong đời, bị lôi đình cuồng bạo như thế đánh trúng, cho dù không chết cũng trọng thương. Hắn không phát hiện cảm giác đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi đình đã biến mất, giống như chưa từng đánh xuống. Chạy đi đâu rồi? Hắn nhìn những người kia, những người này đang trố mắt nhìn, gương mặt như nhìn thấy quỷ. Xảy ra chuyện gì? Hắn không nhìn thấy, nhưng mọi người lại nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi lôi đình đánh tới trước người An Hà Minh, Lăng Hàn chỉ dọa An Hà Minh một chút mà thôi, trên thực tế xuất quyền ngăn cản lôi đình. Chuyện làm người ta cảm thấy khủng bố nhất chính là, một quyền có thể đánh nát lôi đình. Trời ạ, tại sao lại có quái vật như vậy? Có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể ngắt lấy lá tử bối, cũng xông thẳng vào mẫu đằng. Lại có một tia chớp bổ xuống. Lúc này, An Hà Minh nhìn thấy rõ ràng, Lăng Hàn đấm ra một quyền, đánh vào lôi đình, hắn cũng hóa giải lôi đình kinh khủng kia. Ngươi là đại đế sao? Nếu không, tại sao ngươi mạnh như thế? Lăng Hàn cười nói, ta đương nhiên là thánh nhân, không tin, ngươi xem thánh hỏa của ta. Hắn giới thiệu thánh hỏa của mình, tranh sắc, thánh nhân tam tinh hàng thật giá thật. Chuyện này làm mọi người hóa đá, thánh nhân tam tinh. Gia hỏa này mạnh tới mức bọn họ hoài nghi hắn là đại đế, thế mà hắn chỉ là thánh nhân tam tinh. Có ai tin tưởng, Lăng Hàn gánh vài chiêu và mất đi hứng thú. Uy lực này rất mạnh, chỉ kém một ít là đạt tới cấp chuẩn đế, nhưng mà hắn có thể ngăn cản được. Ở bên ngoài, công kích như vậy rất kinh khủng, nhưng đây chính là vực sâu nguyên thủy, so sánh với thiên địa phong bạo chuyện này chỉ là trò trẻ con. Hắn lại hái mấy lá cây, sau đó ném đám người An Hà Minh xuống dưới dây leo, ngay sau đó gia hỏa này trọng thương hôn mê. Những người này có tính lại cũng không dám lộn xộn, khẽ động sẽ bị lôi đình đánh xuống. Lăng Hàn không có thù với đám người này, nhưng mà, hắn có khả năng đứng ở mặt đối lập với 36 thần thú, cho nên, không có tự tay làm thịt những môn đồ đại đế này đã là nhân từ lắm rồi. Chủ yếu nhất là, dù giết, những người này cũng có khả năng bị sáng tạo ra, cho nên còn không bằng vây bọn họ ở đây. Chương 5217, Thủy Nguyên Trì, Lăng Hàn nghênh ngang rời đi, cũng không lâu lắm, hắn phát hiện một gốc dây leo già. Lần này hắn không khách khí, hắn trực tiếp xông qua, mặc cho lôi đình đánh xuống, hắn lại hái xuống vài lá cây. Cứ như vậy, hắn đi một mạch chừng nửa ngày, phía trước xuất hiện một gốc cây khô thật to. Điểm khác biệt với dây leo khác chính là, dây leo già tỏa ra sinh cơ bừng bừng, mỗi một lá cây còn có lôi đình lóe sáng. Uy lực không thể khinh thường, Lăng Hàn cảm thấy ngứa tay, hắn cất bước tiến lên thử một lần. Nhưng mà, hắn phát hiện dây leo già không công kích hắn. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, mình mang theo lá tử bối trên người có khí tức dây leo già, cho nên dây leo mới cho rằng là người mình. Được rồi, hắn đi tới một bên, đem lá tử bối lấy ra ngoài, phóng tới trên mặt đất. Không có việc gì, lá tử bối sinh trưởng tại đây nên có thể gánh được siêu trọng lực. Sau đó, Lăng Hàn tiến lên lần nữa. Lần này, dây leo già không khách khí nữa, nó bổ lôi đình muốn chém giết Lăng Hàn. Đến hay lắm, Lăng Hàn cười ha ha, hắn xuất quyền ngăn cản. Chỉ một kích mà thôi, trên nắm tay Lăng Hàn xuất hiện vết cháy, 54 đạo quy tắc bát tinh cùng bộc phát cũng không thể ngăn hàng. Lăng Hàn kinh ngạc, khó trách đây là mẫu đằng, uy lực còn cường đại hơn dây leo đằng trước quá nhiều. Nhưng mà, như vậy là có thể ngăn cản hắn hay sao? Lăng Hàn vung vẩy song quyền, dũng cảm tiến tới. Lần này, hắn vận dụng năng lượng hủy diệt, lôi đình đập tới sẽ bị năng lượng hủy diệt chôn vùi, cho dù còn lưu lại một tia dư uy nhưng 54 đạo quy tắc bát tinh sẽ tiêu trừ dễ dàng. Lăng Hàn cười ha ha, hắn cường thế đột kích, cũng nhanh chóng lao tới trước mẫu đằng. Hắn phát hiện, thân cây khô trống rỗng, đó là hốc cây to lớn khoảng 3 người ôm mới hết, hoàn toàn có thể cho người ta đi vào dễ dàng. Phía dưới này, chính là Thủy Nguyên Trì sao? Lăng Hàn tiến vào hốc cây, hắn tiện đường tiến lên. Qua một lúc, hắn xuống dưới hố và thấy một cái ao không lớn, trong ao có chất lỏng sền sệt, nó đang tỏa ra khí tức vật chất thủy nguyên. Lăng Hàn vui mừng lẫn sợ hãi, hắn phát tài. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn lấy lá tử bối ra, sau đó mới đi vào hốc cây, cũng vốc nước ao đưa vào miệng, hắn không chút do dự nuốt vào. Ông, sau đầu hắn xuất hiện đại đạo, hiện tại Lăng Hàn có thể khẳng định, đây là đại đạo không trọn vẹn, chỉ có sinh mệnh cơ sở nhưng không có sáng tạo, hủy diệt và tử vong. Đương nhiên hắn không để ý, chỉ cần quan sát đại đạo và không ngừng rút ra quy tắc. Đồng thời, được vật chất thủy nguyên ủng hộ, thân thể của hắn không tịch diệt vẫn có thể dung nạp thêm quy tắc mới. Sau gần nửa ngày, Lăng Hàn thành công đã dung nạp một đạo quy tắc mới, tổng số đạt đến 55 đạo. Nhưng mà, vật chất thủy nguyên cũng hao hết, hắn lại vốc lên uống lần nữa. Lại đến, lần này, một ngụm vật chất thủy nguyên đã không đủ trèo chống hắn ngộ đạo, thế là hắn lại uống tiếp. 2 ngày sau đó, Lăng Hàn đã dung nạp quy tắc thứ 56 đạo. Lúc này, hắn cảm thấy bên ngoài có khí tức ập tới. Đám người Hầu Ca tới rồi, Lăng Hàn không có vội vã đi ra ngoài, hắn dùng thần thức quan sát. Một nửa khác người còn chưa tới, có người nhìn trái nhìn phải. Ha ha, vẫn là chúng ta nhanh hơn, chờ một chút đi, cũng chỉ có thể như thế. Nhóm người này ngồi xếp bằng cách mẫu đằng trăm trượng, không còn dám tiếp cận, nếu không sẽ bị lôi đình oanh kích. Lăng Hàn nhìn thấy trên thân Hầu Ca, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu đều có vết tích lôi đình đánh chúng, hơn nữa là rất nhiều, không giống những người khác, cũng chỉ có 1-2 đạo mà thôi. Hiển nhiên, bọn họ bị đãi ngộ giống Lăng Hàn, bị buộc phải chống cự uy năng của dây leo. Lăng Hàn không nhịn được nữa, hắn đứng lên và đi ra ngoài. Nhìn thấy một người bò ra khỏi hốc cây, đám người Mạc Tử Vân chấn kinh đến mức rối tinh rối mù. Nơi này, có người, làm sao có thể chứ? Khi trôi qua mấy trăm vạn năm, mẫu đằng mới có thể nghênh đón một lần suy yếu, mới có thể tiến vào đây hái lá tử bối, tuyệt đối không thể lấy thêm, bởi vì lực lượng sẽ cuồng bạo hơn rất nhiều. mà muốn thông qua mẫu nhảy cản trở, tiến vào trong hốc cây, như vậy cần hái ít nhất 8 lá tử bối. Hiện tại, 4 lá tử bối trong tay bọn họ, người này đi vào thế nào? Lá tử bối lưu lại lần trước, xấu hổ, một khi lá tử bối cách dây leo chỉ có thể bảo trì một thơ nen, tất nhiên sẽ hóa đạo về trời đất, không thể bảo tồn. Ngươi là ai? Tại sao ngươi có nhiều lá tử bối như thế? Lập tức có người quát hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn lại không quan tâm, hắn cười nói với Đại Hắc Cẩu. Lúc này trang bức không được, bị người ta bắt nạt đúng không? Đại Hắc Cẩu vô cùng buồn bực, ai mà biết đám gia hỏa này không có tình nghĩa sư huynh đệ, chúng đẩy cẩu ra vào trong hố lửa. Nghe nói như thế, đám người Mạc Tử Vân xem thường. Ngươi miệng tiện cỡ nào, trong nội tâm không nói một chút. Không có làm thịt ngươi là xem mặt mũi của Chân Long Đại Đế đấy. Lăng Hàn gật gật đầu, tốt, chúng ta đòi nợ thôi. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Có người quát hỏi Lăng Hàn, mặc dù Lăng Hàn có mặc thanh đồng chiến giáp, nhưng hắn đã khôi phục như ban đầu, tự nhiên không bị người khác nhận biết. Miệng không sạch sẽ, Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn lập tức xuất hiện trước mặt người này, sau đó hắn vung tay ném người này về phía mẫu đằng. Tư, lôi đình đập tới, người kia hét thảm một tiếng và nằm sắp trên mặt đất, cũng không biết còn sống hay đã chết. Khả năng chết đi rất lớn, nguyên nhân uy thế của mẫu đằng đạt tới 54 đạo quy tắc bát tinh, thậm chí còn mạnh hơn. Mọi người đều kinh hãi, bởi vì bọn họ không nhìn thấy Lăng Hàn xuất thủ như thế nào. Chỉ biến mất và ném người đi, không có một tia chống cự gì. Mạc Tử Vân nhìn chăm chú về phía Lăng Hàn, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, dường như chỉ có một người. Cửu Vương, nàng nói ra hai chữ này, ngữ khí biến thành ai oán, cũng có một chút tức giận. Rất ức hiếp người, người này đùa nghịch nàng, trộm kiếm của nàng, còn trốn ở thành Chân Long không gặp nàng. Ngươi nhận lầm người, Lăng Hàn quả quyết phủ nhận, lại suy nghĩ một chút, hắn không thể làm yếu khí thế, hắn lập tức lại lộ hung quang. Hầu ca, lão hắc, chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Giết, 4 người xông ra ngoài, cũng không quan tâm dùng ít địch nhiều. Tất cả mọi người giận dữ, các ngươi quá xem thường người khác. Nhưng vừa mới giao thủ, bọn họ đã biết, 4 người đối phương thật sự không xem thường người nào cả. Mẹ nó, quá mạnh, hoàn toàn đánh không lại. Chương 5218, có thể địch lại chuẩn đế. Lăng Hàn không lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng đánh bại đám người Mạc Tử Vân. Tiểu Hàn tử, người thật sự không biết thương hương tiếc ngọc. Đại Hắc Cẩu chỉ Mạc Tử Vân, người ta nhớ mãi không quên đấy. Người xem, 2 lần đều suýt nhận ra Lăng Hàn, mặc dù ở trong lòng của nàng, bộ dáng Cửu Vương mới là bản tôn của Lăng Hàn. Lăng Hàn nhún vai, lát nữa các ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Hắc hắc, ta hiểu. Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long không phải người chịu thiệt, lúc này ném đám người vào mẫu đằng. Một đạo lôi đình đập xuống, tất cả mọi người kêu la thảm thiết. Còn tốt, đám người Đại Hắc Cẩu không muốn giết người, cũng không có ném người quá gần mẫu thụ, nếu không nhiều chỉ có vài vương bài còn sống, những người khác sẽ phải chết. Mạc Tử Vân càng may mắn, bị ném vào phía ngoài nhất, gần như không bị lôi đình đánh vào người. Đi vào ăn vật chất thủy nguyên, Lăng Hàn nói, ánh mắt đám người Hầu ca sáng lên, bọn họ cũng muốn gia tăng tu vi, nhưng hiện tại tài nguyên không nhiều, như vậy khẳng định phải dùng trên thân Lăng Hàn trước, bản thân mình chỉ có thể dựa vào khổ tu. Xem ý của Lăng Hàn, dường như vật chất thủy nguyên rất nhiều. Lá tử bối không đủ, Đại Hắc Cẩu lập tức nói, không có việc gì, Lăng Hàn đem lấy lá tử bối của mình phân ra ngoài, lại cướp 4 mảnh trong tay đám người Mạc Tử Vân, vừa vặn có thể vũ trang cho 3 người Hầu ca. Vậy còn ngươi, Đại Hắc Cẩu hỏi, ta, Lăng Hàn cười một tiếng, hắn tiến lên phía trước, tư, lôi đình đánh vào Lăng Hàn nhưng bị hắn xuất quyền đánh tan toàn bộ. Người nằm trên mặt đất thảm rồi, bị lôi đình đánh trúng, cho nên kêu la thảm thiết. Chuyện này càng làm đám người Mạc Tử Vân buồn bực, chẳng những muốn nhìn Lăng Hàn trang bức, còn bị sét đánh trúng, nhân sinh cũng quá bất hạnh. Lăng Hàn nhanh chóng đi tới cây khô, sau đó quay đầu vẫy tay với đám người Hầu ca. Đám người Hầu ca cũng tiến lên, bọn họ có lá tử bối nơi tay che đậy khí thức của bọn họ, mẫu đằng sẽ không oanh kích bọn họ. Thế là 4 huynh đệ đi vào hốc cây, nhiều vật chất thủy nguyên như vậy. Đại Hắc Cẩu lập tức hưng phấn, tới, đừng khách khí. Lăng Hàn cười nói, 4 người vây quanh cái ao, sau đó tất cả vốc vật chất thủy nguyên đưa vào miệng. Không giống với Lăng Hàn, 3 người Hầu ca ăn vật chất thủy nguyên cũng không lĩnh ngộ đại đạo. Đây là đặc quyền của bá chủ nguyên thế giới sao? Lăng Hàn sinh ra ý niệm này, nhưng hắn lập tức bỏ qua một bên, cũng bắt đầu luyện hóa. 4 huynh đệ không ngừng uống, tất cả đang gia tăng tu vi lên nhanh chóng. Thiên phú võ đạo của Lăng Hàn mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng 3 người Hầu ca có thiên phú không yếu, có vật chất thủy nguyên trợ giúp, bọn họ đều có thể nắm giữ càng nhiều quy tắc trong thời gian ngắn. Theo đạo lý, tu vi của bọn họ có thể tiến thêm một bậc, nhưng mà, nguyên nhân đặc thù của vật chất thủy nguyên, thân thể của bọn họ sẽ không tịch diệt. Đừng nhìn cảnh giới không có tăng lên, nhưng đây là chuyện tốt cầu còn không được. Nguyên bản, thiên phú của đám người Hầu Ca còn yếu hơn con của đại đế một chút, nhưng mà, có cơ duyên lần này, bọn họ có thể đuổi kịp. Dù sao, sự chênh lệch giữa bọn họ không quá lớn. Nhưng mà, vật chất thủy nguyên chỉ có thể dệt hoa trên gấm mà không có cách gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đám người Hầu Ca dung nạp mấy đạo quy tắc thì đã tới cực hạn, nhất định phải thân thể tịch diệt mới có thể dung nạp thêm quy tắc. Từ điểm đó mà nói, bọn họ còn kém Lăng Hàn rất nhiều. Lăng Hàn có cảm giác, sau khi hắn mang nguyên thế giới ra ngoài, thân thể hắn trống ra nhiều hơn, hắn có thể dùng để dung nạp càng nhiều quy tắc. Nói cách khác, cho dù không có vật chất thủy nguyên trợ giúp, hắn tu hành ở bên ngoài, khả năng dung nạp quy tắc cũng nhiều hơn một bậc. Đám người Hầu Ca đã đạt đến bình cảnh, chỉ dựa vào vật chất thủy nguyên không cách nào gia tăng tu vi, nhất định phải tiến thêm một bước tìm hiểu quy tắc. Bởi vậy, bọn họ không tiếp tục phục dụng vật chất thủy nguyên, làm như vậy chỉ lãng phí bảo vật. Hơn nữa, lá tử bối trên người bọn họ đang từ từ khô héo, bộ rễ mẫu đằng đâm vào nơi này, còn có lôi đình chớp động, tùy thời có thể công kích bọn họ. Không có cách, ba người Hầu Ca đành phải rời đi trước. Đại Hắc Cẩu còn muốn chứa một ít vật chất thủy nguyên rời đi, nhưng nơi này không có khả năng mang theo pháp khí không gian, làm sao có thể chứa được bây giờ. Nhiều lắm là ở trong miệng hàm bên trên một cái, có thể chẳng lẽ muốn một mực như thế bảo tồn sao? Lăng Hàn tiếp tục tu hành bên cạnh ao, hắn đã bị lôi đình bổ thành thói quen, thậm chí dưỡng thành trạng thái vừa ngộ đạo vừa ngăn cản. 57 đạo, 58 đạo, 59 đạo. Hắn thân nạp quy tắc số lượng càng ngày càng nhiều, mặc dù tốc độ gia tăng càng ngày càng chậm nhưng tăng lên rất ổn định. 60, 61, 62, mặc dù tâm linh của Lăng Hàn không gợn sóng nhưng lại tràn đầy chờ đợi. 70 đạo chính là ranh giới, một khi nhảy ra, hắn có thể ngang hàng với chuẩn đế, sau đó lại tăng thêm một chút, lúc này hắn có thể chiến thắng chuẩn đế. Hiện tại cái gì uy hiếp hắn lớn nhất, không phải 36 thần thú, trong toàn bộ vực sâu nguyên thủy này, thần thú ít khi lộ diện. Cũng không phải 12 tuyệt địa chi chủ, bởi vì bọn họ có hạn chế rất lớn, sẽ không tùy tiện ra tay. Mà là tiên thiên kim linh, bản thân nó chính là chuẩn đế, lại thêm một tia thần hồn của 12 vị tuyệt địa chi chủ thao túng, chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù ba người Đa Gia Phật liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại, có thể nói là chiến lực mạnh nhất dưới đại đế. Tiên thiên kim linh cũng không bị hạn chế gì, muốn đi đâu thì đi, uy hiếp của nó cũng lớn nhất. 65, 66, 67, 69, chỉ kém một đạo, nhưng vật chất thủy nguyên trong hồ cũng gần bị Lăng Hàn uống hết. Xong, dù thế nào cũng phải đạt tới 70 đạo. Lăng Hàn nắm chặt cơ hội cuối cùng, hắn cảm ngộ đại đạo, rút ra quy tắc. Thời điểm đại đạo quang biến mất, thân thể hắn rung động, hai mắt mở ra và bắn ra tia sáng đáng sợ, 333, hào quang làm hư không nổ tung. Phải biết, kết cấu nơi này rất vững chắc, cho dù đại đế khai chiến cũng không tạo thành bao nhiêu phá hư, hắn hiện tại có thể làm hư không nổ tung, đây là việc rất kinh khủng. Mặc dù hư không chỉ nổ tung một cái và khép lại, căn bản không có khả năng cho người ta đi vào. Lôi đình lại đánh tới, Lăng Hàn cũng lười xuất thủ, mặc kệ lôi đình oanh kích, nhưng khi lôi đình đánh tới thì trên người hắn xuất hiện hào quang đại đạo. Đó là 70 đạo quy tắc bát tinh đan vào thành lưới. Lăng Hàn, bình yên vô sự, hắn vươn người đứng dậy và rời khỏi hốc cây. Đám người Hầu Ca đã đợi rất lâu, người nào cũng hỏi. Tiến cảnh như thế nào? Lăng Hàn cười một tiếng, có thể địch lại chuẩn đế. Chương 5219, đại đế đuổi theo. Nghe được Lăng Hàn trả lời, đám người Hầu Ca cảm thấy kích thích. Đi, chúng ta đi làm một vố lớn. Đại Hắc Cẩu kêu gào, Lăng Hàn cười cười, đi tìm tuyệt địa chi chủ hay là thần thú. Chuyện này làm Đại Hắc Cẩu suy sụp, chuẩn đế ở trước mặt đại đế cũng không đáng chú ý. Vậy chúng ta tiếp lấy xâm nhập, lại đi tìm kiếm vật chất thủy nguyên. Tiểu Thanh Long nói, Lăng Hàn lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn đám người Mạc Tử Vân, cười nói. Chúng ta rời đi, cũng mang chiến giáp của bọn họ ra ngoài. Ân, ba người Hầu Ca đều gật đầu, có chiến giáp hay không, ở trong vực sâu nguyên thủy chính là hai tầng khác biệt. Sau khi mang nhiều chiến giáp ra ngoài, như vậy sẽ có càng nhiều người đi vào, từ đó gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm vật chất thủy nguyên. Còn nữa, ta muốn xem sau khi những người này mất tích, bọn họ có được sáng tạo ra hay không. Lăng Hàn lại nói một câu, Tiểu Thanh Long càng hiếu kỳ, có lẽ Chân Long Đại Đế cũng bị sáng tạo ra. Nếu như là, nó hận kẻ sáng tạo ra Chân Long Đại Đế thấu xương, bởi vì đó là kẻ làm ô nhục phụ thân nó. Nhớ ngày đó, Chân Long hoành hành thiên hạ, được xưng là đệ nhất thần thú, nhưng còn bây giờ thì sao? Hai ba chiêu đã bị đại đế sa đọa đánh bại, quả thực đã làm Chân Long nhất mạch cảm thấy nhục nhã. Bọn họ tóm lấy đám người Mạc Tử Vân và lui ra ngoài, cũng trói đám người An Hà Minh ra khỏi ma hồ. Trên đường về rất yên tĩnh, không có gặp được thiên địa phong bạo, không tới 2 tháng bọn họ đã đi tới thành Chân Long. Đoàn người bọn họ đi vào thành, đi vòng qua, không được, thật ra thành Chân Long xây dựng tại hạp cốc một sơn mạch phát ngang qua nơi này, nếu đi vòng qua, nhất định phải trèo đèo lội suối, nhưng mà dãy núi này rất đáng sợ, có siêu cấp sát cơ, chém giết chuẩn đế không khó, cho nên, bọn họ mạo hiểm đi vòng, vô cùng có khả năng bị tiêu diệt sạch sẽ. Chuyện này càng làm Lăng Hàn cảm thán, đại đế chính là đại đế, có thể hóa hiểm địa thành thành thị, thủ bút quá kinh người. Như vậy, đi vào trong thành, lại nghênh ngang đi ra ngoài. Nhưng bọn họ mang theo một đám môn đồ đại đế tiến lên, chuyện này muốn không gây chú ý cũng khó. So sánh với nhau, đi trong thành an toàn hơn, Lăng Hàn đã đưa ra quyết định, ta có đế binh nơi tay, hiện tại lại có chiến lược cấp chuẩn đế, cho dù thế nào cũng có khả năng ngăn cản 2-3 chiêu của Chân Long Đại Đế. Nghĩ tới đây, 4 người sinh ra lòng tin, mà Lăng Hàn càng chờ mong, hắn hiện tại khai chiến với Chân Long Đại Đế, mặc dù hắn thua nhưng không có khả năng bị miểu sát. Bọn họ đánh ngất xỉu đám người Mạc Tử Vân và gõ cửa thành. Chư vị đại nhân, phát hiện lại có nhiều người mặc bạch ngân chiến giáp như vậy, thủ vệ cả kinh rớt trong mắt ra ngoài, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Lăng Hàn gật đầu, những đại nhân này đều bị trọng thương, cần mau chóng vào thành trị liệu. Đúng, thủ vệ kia vội vàng cung kính mời đám người Lăng Hàn tiến vào trong thành, sau đó đi báo cáo cấp trên, nhiều môn đồ đại đế như vậy, quan hệ trọng đại. 4 người Lăng Hàn lập tức dẫn người rời đi, lấy cước trình của bọn họ, không qua bao lâu đã đi tới cửa thành bên kia. Ra cửa này, bọn họ liền có thể chân chính đạp lên rời đi con đường. Chư vị đại nhân làm việc, còn không tranh thủ thời gian mở cửa. Tiểu Thanh Long lập tức quát lớn, nhìn thấy nhiều người mặc bạch ngân chiến giáp như thế, thủ vệ đã sớm bị kinh hãi, nào dám hỏi cái gì, bọn họ tranh thủ mở cửa thành. 4 người Lăng Hàn cười một tiếng, mang theo chiến lợi phẩm ra khỏi thành. Lúc này, dù trong thành phát hiện không ổn, thời điểm lại đuổi theo ra ngoài thì có thể đuổi kịp bọn họ hay sao? Lại nói, Chân Long Đại Đế không ra, ai đuổi theo cũng đưa đồ ăn mà thôi. Oanh, nhưng bọn họ xui xẻo, chưa đi bao xa đã gặp thiên địa phong bạo, thiên thạch đáng sợ rơi từ trên trời xuống, cho dù là đại đế cũng phải nhíu mày, bọn họ cũng chậm lại. Còn chưa lui mấy lần, Lăng Hàn nhíu mày, hắn cảm ứng được khí thức cường đại đang tới gần, chỉ sợ 2-3 giây sau sẽ tới nơi. Phía sau hắn, đám người Hầu Ca cũng cảm ứng được cỗ khí thức này. Ha ha, Chân Long Đại Đế xuất quan đuổi theo, các ngươi xong đời. An Hà Minh cười lạnh nói, mấy người kia đã tỉnh lại, nhưng bị Lăng Hàn phong bế tu vi nên không thể phản kháng. Hơn nữa, nơi này trọng lực quá lớn, cho dù bọn họ thân mang bạch ngân chiến giáp cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản. Đại đế vừa ra, các ngươi đều phải chết. Hừ, dám bắt môn đồ đại đế, các ngươi thật to gan lớn mật. Những tù nhân này đều cười lạnh, kêu la cái gì, có tin cẩu ra giết con tin hay không? Ánh mắt đại hắc cẩu lộ ra hung quang, đám người An Hà Minh sợ tới mức không dám lên tiếng. Cái này gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ cần Chân Long Đại Đế vừa đến, đám tôm tép nhãi nhép này sẽ không nhảy nhót được bao lâu. Tiểu Hàn Tử, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh Long hỏi, khốn kiếp, người tới chính là đại đế. Hầu Ca trực tiếp cầm gậy, đại đế thì như thế nào, cứ đánh một trận thống khoái. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cũng không trả lời. Xèo, tốc độ đại đế nhanh cỡ nào, chỉ trong nháy mắt đã có thanh long to lớn đuổi theo, cũng xuất hiện trên bầu trời, long đằng không trung và tỏa ra bá khí vô thượng. Chân Long Đại Đế, đám người An Hà Minh kích động hô to, bị 4 người Lăng Hàn trà đạp lâu như vậy, rốt cục cũng nhìn thấy cứu tinh. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều nhe răng, Hầu Ca cầm chặt gậy muốn tiến lên. Hầu Ca, Lăng Hàn vươn tay, hắn kéo vai Hầu Ca lại, giao cho ta. Hầu Ca nhíu mày, trong tình huống bình thường, Lăng Hàn bằng vào đế binh còn có thể đọ sức vài chiêu với Chân Long Đại Đế, yểm hộ bọn họ thoát thân, chính mình cũng có thể bỏ chạy. Nhưng mà, nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, phía sau bọn họ chính là mưa thiên thạch điên cuồng, tiến vào sẽ phải chết. Cho nên, khai chiến ở đây chính là tử chiến với một vị đại đế, kết quả thế nào? Yên tâm, Lăng Hàn cười dài, hắn chủ động lao ra ngoài, hắn vung nắm đấm tấn công, năng lượng vô tận quấn quanh và hóa thành một quyền như ngọn núi nhỏ, cũng đánh thẳng vào Chân Long Đại Đế. Sau khi có chiến lực chuẩn đế, hắn cũng có thể thoát khỏi trọng lực hạn chế và phi hành lên không trung. Chân Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng, hắn vung móng vuốt ngăn cản Lăng Hàn. Bành, nắm đấm và móng vuốt đụng nhau, trên bầu trời tỏa ra hào quang rực rỡ, cho dù thánh nhân thì như thế nào, bọn họ cảm thấy trước mặt mờ mịt và không thấy gì cả. Nhưng mà, mọi người đều lắc đầu, va chạm khí lực cùng đại đế, chỉ có người ngốc mới làm thế. Tự tìm cái chết, Đại Hắc Cẩu, Hầu Ca, Tiểu Thanh Long hết sức kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn không có thức tỉnh đế binh. Lăng Hàn làm cái gì vậy? Tuyệt không có khả năng. Chẳng lẽ, đôi mắt đám người Đại Hắc Cẩu sáng lên,